Hello chị Nguyễn Thu, hello chị Bong Bóng, hello các chị. Rồi, hello Tú Anh Ngô, Tú Anh Ngô lucky lắm nha. Nhận được rất là nhiều món quà ở bên trang Nguyên Hàng Úc Sách Tay ha. Chị Tú Anh Ngô tương đối là chụp nhanh, gửi quà nhanh nhất. Và nhận được món quà là 5 cái miếng mặt nạ của Chanel nha. Hello các chị. Hôm nay là hơi trễ một tí xíu ha. Tính viết phiếu thăm nhưng mà trễ quá cho nên không có viết kịp. Thì tối nay mình không có viết cái phiếu viết thăm. Thì mình sẽ chơi một cái game khác. Rồi, lời đầu tiên xin giới thiệu tới quý khách của mình. Em tên Quyên ha các chị ha. Mình live vào mỗi tối khoảng tầm 7:30 cho tới 8 giờ trên trang Nguyên Hàng Úc Xách Tay. Bên mình thì cung cấp tất cả những mặt hàng đến từ Úc nha các chị nha. Hàng của mình về tới Việt Nam khoảng từ 1 tuần cho tới 2 tuần. Mình không có sẵn đồ, mình chỉ có sẵn một số ít đồ ở shop của mình thôi. Cho nên các chị nhớ chờ hàng về khi mà các chị order cái đúng cái hàng Úc Xách Tay, 100% hàng chuẩn Úc Xách Tay từ ở Úc về nha các chị nha. Hello Thu Hồng Tăng Viễn nè. Thì ở bên mình chuyên cung cấp tất cả những mặt hàng. Ủa chết, ngày hôm qua em nói em kiểm tra lại đơn chị Kim Ngân Nguyễn, em tự nhiên bây giờ em thấy chị Kim Ngân Nguyễn em mới nhớ đây. Để áo đẹp nha Quyên, thank you chị Hương My nè. Tại vì hôm nay trời lạnh, không phải là hôm nay nhưng mà ở bên Úc thì mình vô mùa đông rồi á, trời nó tương đối là nó lạnh á, cho nên mặc cái áo này cho nó ấm. Chị chụp được view cho là không trúng buồn, em không thấy chị Nguyễn Thu đâu luôn á. Chị chốt đường tiểu đường cho em chưa? Hello chị Windy Trịnh, em có chốt đường tiểu đường cho chị Windy Trịnh nha. Hôm nay không chưa có ai gọi cho chị Windy Trịnh hả? Không có ai gọi cho chị hay là chị gọi chị chưa có nghe máy. Xem like nhiều là tốn nhiều money đúng không chị Kim Chi Nguyễn nè. Chị Huệ Nguyễn, chị ơi tinh dầu hoa anh thảo bao nhiêu ạ? À, tinh dầu hoa anh thảo của mình á, giá là 560 ngàn cho cái hộp tinh dầu hoa anh thảo của Blackmore. Nếu các chị lấy tinh dầu hoa anh thảo của ON thì 550 nha các chị nha. Còn tinh dầu hoa anh thảo của Natural White màu tím thì giá là 500 một hộp ha. Đó là những cái loại tinh dầu hoa anh thảo ở bên mình bán. Chị Winnie thì Trịnh chưa ai gọi là chị không có nghe cái thấy cái cuộc gọi nhỡ nào đúng không? Rồi ngày mai em nói Nhung gọi chốt hàng cho chị nha. Cho chị Winnie thì Trịnh nha. Nhung ơi, ngày mai Nhung gọi cho chị Winnie thì Trịnh chốt hàng cho chị chốt cái đường cỏ ngọt cái nha. Hello chị Tuyết Trân PT. Em ơi collagen trên cùng giá bao nhiêu? Rồi, các chị chia sẻ em có chốt rồi đó, chị Winnie Trịnh có cho địa chỉ trên live rồi nên em không gọi nữa. Vậy chị Winnie Trịnh đây, chị có cho địa chỉ rồi, Nhung có địa chỉ với số điện thoại của chị rồi thì em gửi hàng về tới Việt Nam luôn. Khi mà hàng tới Việt Nam rồi Nhung sẽ gọi cho chị trước khi ship nha. Nhung sẽ gọi cho chị trước khi ship hàng cho mình ha. Thì chốt trên live như vậy thì chắc chắn là mình là có hàng rồi. Chị đợi khoảng tầm từ 1 tuần cho tới 10 ngày nha các chị nha. Áo em mặc không có bán nha các chị. Áo em mặc không có bán tại ở bên này mùa đông lạnh. Cái áo này là áo len. Ok chị Kim Anh Trần nha. Vũ nhận được tiền của chị rồi. Hello chị Nguyễn Thị Thu Vân. Các chị chia sẻ live stream dùm em, các chị chụp lượt view sớm nhất, nhanh nhất. Áo nguyên đẹp thế. Cho nên cái này các chị mặc ở Việt Nam nó nóng lắm, em không có bán, mà cái giá thành của nó cũng hơi đắt, nó hiệu Tommy nhưng mà em mua không có sale, em mua sale rất là ít, nó không có sale cho nên giá thành nó đắt lắm, em không bán được cho các chị. Hàng của chị Lê Cẩm Nhung ngày mai em gửi cho chị Lệ Nguyễn Lê Cẩm Nhung nè, ngày mai em gửi đơn cho chị để em ship cho chị nha. Em nhận được si vàng rồi, chiếm đoạt luôn rồi. Quyên có toner bao nhiêu tiền? Chị Mỹ Hạnh Phan, toner em có hai loại của Elron á, giá là 500 một hộp, và của Lanoper thì giá là 400 một hộp nha. Nha chị Mỹ Hạnh Phan ơi. Từ từ em lấy cho các chị coi. Các chị chụp lượt view bây giờ là 113, các chị chụp lượt view 135.
Hôm nay các chị chụp lượt view 135, chút xíu nữa em nói quà tặng. Các chị cứ canh lượt view 135 rồi chút xíu nữa em nói quà tặng nha các chị nha. Các chị chia sẻ livestream giùm em ha. Bây giờ là lượt view 110 mấy rồi. Các chị chụp lượt view 135 thử nha. Thử 135 em gửi cho các chị một cái món quà tặng đặc biệt. Hôm nay nếu mà các chị chụp được lượt view 135 mà gửi qua, em gửi tặng cho các chị một hộp kem trứng cá màu đen để các chị xài nha. Kem trứng cá màu đen rất là nổi tiếng ở Úc của mình á, hot and hot mà tất cả mọi người đều xài hết á. Thì hôm nay các chị chụp lượt view 135 gửi qua sớm nhất, nhanh nhất thì em gửi tặng cho các chị cái hộp kem trứng cá màu đen nha. Cho nên các chị nhớ chia sẻ livestream giùm em ha, nhớ chia sẻ livestream giùm em. Không có là đồng hồ nam nha chị Nini Nguyễn ơi. Rồi, Quyên ơi, collagen 1 triệu 7 còn không? Dạ còn nha chị Hoa Tím Bằng Lăng ơi. Ủa, collagen 1 triệu 7 đâu có, em đâu có bán cái collagen nào giá 1 triệu 7 đâu. Collagen mà cao cấp nhất á, thì giá là 1 triệu 450 ngàn một hộp ha, 1450. Hôm nay em sale cho chị cái đó là 1 triệu 4 một hộp nha chị Hoa Tím Bằng Lăng ơi. Là cái collagen mà cao cấp nhất của Optimal Health á, chứ không phải là giá 1 triệu 7. Rồi, thông nè, để em cho chị Mỹ Hạnh Phan coi, đợi em một tí xíu. Sữa ông chúa tươi, quà VIP quá. Cho nên các chị nhớ chia sẻ livestream giùm em nha. Các chị nhớ chia sẻ livestream để lượt view nó tăng lên được 135 để các chị chụp ha. Để các chị chụp. Mặt nạ hồng còn nha chị Nguyễn Sương ơi. Cái mặt nạ hồng của Chantel phải không? Chị hỏi cái mặt nạ này phải không? Mặt nạ hồng của Chantel còn nha chị. Đợi em một chút xíu. Rồi chị Tiên Tiên Kim nè. Sữa ông chú Tư em gửi giờ tới Việt Nam rồi. Để em chụp hình em gửi qua cho chị nha. Em gửi giờ tới Việt Nam rồi. Để em chụp hình em gửi qua cho chị. Còn cái collagen mà cao cấp á thì... Ủa nó nằm đâu rồi ta? Thì là cái này nha chị. Cái này thì giá là 1 triệu 450 ngàn. Hôm nay em sale cho các chị giá là 1 triệu 4 một cái ha. Thì hôm nay em sale cho các chị giá là 1 triệu 4 một hộp nha. Một hộp như vậy là có 100 viên ha. Đây là collagen cao cấp nhất. Giá là 1 triệu 4 một hộp. Một hộp có 100 viên của thương hiệu Optimal Health. Chị Hoa Tím Bằng Lăng hỏi em là cái này nè nha. 38 ngàn cộng ha. Nó có cái amino acid ở trong này. Mỗi ngày mình dùng từ 1 cho tới 2 viên. Đây là một cái lượng cái loại mà 100% nó là natural, thành phần nó là tự nhiên cho cái collagen hàm lượng cao nhất mà trong cái chất collagen nó mang lại cho mình tốt nhất. Chị mua hàng của em sao không thấy ai gọi điện? À chị Nguyễn Lan Ngọc ơi, à, tại vì chị mua hàng ở bên mình nhiều rồi, nhiều lần rồi cho nên không có gọi điện nữa. Như là khách là đầu tiên chưa có cái đơn hàng ở bên mình thì Nhung sẽ gọi điện lần đầu tiên thôi. Còn tất cả những chị khách cũ của mình á thì em không có gọi điện nữa. Khi mà mình chốt danh la như vậy thì chắc chắn là mình có đơn. Em ship thẳng về Việt Nam luôn. Tới Việt Nam rồi em gửi cho chị đơn trong tin nhắn. Hoặc là Nhung sẽ gọi cho chị trước khi ship hàng cho các chị. Khoảng 2-3 ngày là các chị nhận được hàng. Cho nên chị Nguyễn Lan Ngọc mua hàng của mình nhiều rồi á. Cho nên là khách cũ rồi cho nên không có gọi điện nữa nha chị nha. Chỉ gọi điện cho khách đầu tiên chưa có đơn ở bên mình thôi. Áo em đang mặc không có bán nha các chị nha. Có D2, D3K2 không? Chị Nga Angel, em chỉ có vitamin D của Australian của Úc thôi nha chị nha. Không có cái D3K2 của Đức giống như chị Nga Angel hỏi đâu. Kem mắt trứng cá đen. Kem mắt trứng cá đen bao nhiêu vậy chị? Chị Mai Lý Nguyễn, kem trứng cá đen chứ không phải là kem mắt trứng cá đen. Kem trứng cá đen giá là 450 một hộp 50ml. Vậy à chị sợ quên, không có quên đâu. Có đơn của mình ở trong tin nhắn hết. Còn sữa ông chúa tươi của Kha Lai một hộp 300 viên đang sale giá rất là mềm là 700 một hộp nha chị Đặng Lan ơi. Em lấy từ từ cho các chị ha. Còn cái collagen em để đằng sau lưng em á thì giá là 730 ngàn một hộp. Nếu mà các chị lấy hai hộp thì em sale cho các chị giá là 1 triệu 4. Đó là cái collagen đen ở đằng sau lưng em. Chút xíu nữa á, lấy những cái món các chị cần xong rồi em sẽ lấy cái collagen nước đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay mà em phải có hàng cái là em chạy ra em lấy liền lập tức về luôn. Còn một cái collagen nữa vào ngày mai không có kịp á, tại vì hồi giao delivery trễ quá lấy không kịp thì lấy cái này trước rồi ngày mai em la cho các chị cái ống. Rồi để lấy cái nước hoa hồng trước cho chị
chị Mỹ Hạnh Phan coi đúng không. Nước hoa hồng ở bên mình á thì mình có hai loại, em nhớ gọi Meta về địa chỉ của chị nha. Em nhớ hình như hồi hôm bữa có một cái đơn gửi Meta cho chị rồi, nhưng mà em không biết làm sao, không biết làm sao ta, chị Nguyễn Lan Ngọc chưa có nhắn cho em, không biết cái đơn đó làm sao. Meta gửi cho em, nhớ là có một cái đơn chị Nguyễn Lan Ngọc có Meta, nhưng mà không biết địa chỉ của chị hay bạn chị, không biết sao nữa. Để chút xíu nữa xuống like chị, em coi lại nha chị, em coi lại. Rồi, đây là cái nước hoa hồng. Tại sao các chị phải xài nước hoa hồng? Mặc dù da mình có trắng, không có tàn nhang, có mịn màng, nhưng á, cái lỗ chân lông của mình to hay nhỏ tùy thuộc vào cái làn da của mỗi người. Dùng cái nước hoa hồng để làm cho xe kích cái lỗ chân lông. Áo mặc em không có bán các chị à. Áo mặc này em mua giá nó hơi cao. Nếu mà về tới Việt Nam á thì cái giá nó cả 2 triệu một cái, lần sao bán. Cái áo này nó không có sale, tại vì ở bên này đang là mùa đông. Cái áo này nó là cái len á. Đang là cái len á, cho nên em không có bán cái áo này nha các chị nha. Trời lạnh em mới mặc được thôi. Chị đặt hàng hôm thứ bảy sao chưa có ai gọi cho chị. Chị Nguyễn Sương có là khách đầu tiên ở bên mình. Chị Nguyễn Sương cho sai số điện thoại, em gọi khóa máy. Chị Nguyễn Sương cho xin lại số điện thoại. Chị Nguyễn Sương ơi, Nhung nói là chị Nguyễn Sương cho sai số điện thoại rồi, gọi số điện thoại của chị khóa máy không có được á. Chị Nguyễn Sương cho em xin lại số điện thoại đi. Áo không có. Cho nên cái áo này nó đắt tiền á, em không có bán. Tại vì nó không có sale. Rồi lượt view 135, các chị chụp về có người hốt cái hộp kem trứng cá màu đen rồi đó. Các chị chụp qua ha, lúc nào em cũng coi là người đầu tiên thì em thông báo cho các chị biết trước khi mà em like giống vậy. Thì cái nước hoa hồng nó làm cho mình xe khít cái lỗ chân lông. Nước hoa hồng làm xe khít cái lỗ làm xe khít cho mình cái lỗ chân lông nha các chị nha. Nhưng mà nó có thêm cái công dụng á, nếu mà các chị da nhờn thì nó sẽ hút cái nhờn này. Nó sẽ hút cái nhờn cho mình ha, cho cái da của mình. Nếu mà các chị có nhờn mà mụn thì các chị lại chị thích đầm suông thun dạng như Tommy đó em. Hồi hôm bữa có bán đó, chị Tường Vi có mua không? Chị Tường Vi có mua cái Tommy đầm suông chưa? Rồi, còn cái chai này là màu trắng. Cái chai màu trắng này á thì nó cho thích hợp cho mọi loại da. Thì khi các chị xài nó sẽ bật tông da của mình lên trong vòng 28 ngày. Nó rất là good. Nó rất là good cho cái chai nước hoa hồng làm xe khít lỗ chân lông của Lanoper ha. Nó là Mineral Trailer. Một chai như vậy là 200ml, mình xài được lâu lắm. Cái này thì mỗi ngày, mỗi phụ nữ đều phải cần có một chai nước hoa hồng hết. Rồi, 20 cái mặt nạ màu hồng bao nhiêu nguyên? 20 cái mặt nạ màu hồng á thì giá là, bữa nay có like dầu thơm không? Dầu thơm chưa chuẩn bị đây. Dầu thơm chưa chuẩn bị. Có một ít dầu thơm ở đây thôi. Để dầu thơm thì để hồi cuối giờ vậy em like. Còn bao nhiêu chai vậy nguyên? 400 ngàn một chai, từ nha. Để em ghi lại cái này đã. Chị Nguyễn Sương là hỏi áo em mặc không có bán nha các chị nha. Áo em mặc không có bán. Chị Nguyễn Sương là 20 cái mặt nạ màu hồng là 1 triệu 250 ngàn 20 cái và tặng 2 tiếp dưỡng da tay nha. Và tặng 2 tiếp dưỡng da tay. Chưa có sữa bò non là em order chưa có. Em order chưa có lại sữa bò non đâu chị Thảo Trang Nguyễn ơi. Để có rồi em like liền cho các chị ha. Thì chai nước hoa hồng của Lanoper là 400 ngàn một chai. Còn chai nước hoa hồng của Aeron á, 120ml á, là 500 một chai ha, là 500 một chai nha các chị nha, là 500 ngàn một chai. Thì các chị lấy là cái nào cũng được, nó đều là xe khít cái lỗ chân lông hết. Cái chai mà của Aeron á thì 120ml
120ml. Còn cái chai của Lanoper thì là 200ml nha các chị nha, thì là 200ml. Cho da nhờn thì các chị lấy màu cam, mọi loại da thì các chị lấy màu trắng. Mọi loại da thì các chị lấy màu trắng, 400.000 một chai. Em sẽ gửi kèm cho các chị một bịch bông tẩy trang để các chị xài cái nước hoa hồng này luôn, nếu mà các chị chốt cái của Lanoper ha. Thì mỗi vào buổi tối á, trước khi mà mình đi ngủ á, thì các chị đánh răng rửa mặt xong xuôi sạch sẽ hết, khi mà bước vô giường thì các chị sẽ xài cái bước hoa hồng là cái lớp đầu tiên, cái bước đầu tiên. Nó là cái nước như vậy, mình lấy bông tẩy trang mình thấm đều lên trên mặt, nó sẽ thấm liền vô trong da của mình luôn. Chị Dương Ngọc Thủy, chị đã chụp view 138 mình chi. Chị phải chụp lượt view là 135. Chị phải chụp lượt view là 135 nha. Nhưng mà 35 là có người chụp xong xuôi hết. Chụp 138 đâu có được quà đâu. Nhưng mà phải vô sớm nhất, nhanh nhất và gửi qua nhanh nhất. Cái kính chị Nguyễn Bé hỏi, em không biết là cái nào, có phải là cái màu rêu không? Em không biết phải không? Nhưng mà kính là em chỉ còn một cái này thôi nè. Kính mà 450 thì em chỉ còn cái này. Có phải chị Nguyễn Bế hỏi cái này không? Thì em không biết, em nhìn không có kỹ á. Chị nhìn thử coi phải không. Cái này nó không phải bóng nha, nó là nhám nha chị nha. Nó là nhám màu rêu á. Chị Nguyễn Bế coi có đúng không. Cho chị, để em chốt cái nước hoa hồng đã. Để em chốt cái nước hoa hồng đã nha các chị nha. Chị Nguyễn Thị Xuân Thủy, cho chị một chai nước hoa hồng màu cam là nước tẩy trang, tặng kèm cái bông tẩy trang ha, tặng kèm cái bịch bông tẩy trang luôn. Cái này chị Xuân Thủy có số điện thoại là 677 nha, thank you chị Xuân Thủy. Rồi, hello chị Võ Hồ Mỹ Phương, em thấy chị Võ Hồ Mỹ Phương nha, em thấy chị Võ Hồ Mỹ Phương rồi. Có 135 luôn nguyên mà phải gửi qua sớm nhất, nhanh nhất. Khi nào em kiểm tra ai vào sớm nhất thì được tặng cái đó, nước hoa hồng lỏng hay sệt. Lỏng nha chị Minh Thuận, chị Minh Thuận Nguyễn ơi. Nước hoa hồng thì nó phải là dạng lỏng. Cái nước hoa hồng nào thì nó cũng là dạng lỏng hết. Thì cái chai màu trắng nó làm cho mọi loại da ha. 28 ngày nó sẽ bật cái tông da của mình lên nữa. Chị Xuân Thúy nha, chị Nguyễn Thị Xuân Thúy. Một chai nước hoa hồng màu cam, tặng bông tẩy trang, thank you chị. Em mà không có bán. Chị Vũ Thị Ngọc Hằng cho chị một chai nước hoa hồng. Chốt cho chị Vũ Thị Ngọc Hằng chai nước hoa hồng màu trắng nha. Tặng kèm bông tẩy trang cho chị Ngọc Hằng luôn. Chị Ngọc Hằng cho em xin số điện thoại. Chị Dương Ngọc Kim, thấy chị không em? Hello chị Dương Ngọc Kim. Kính em không có bán, em hôm nay không có, hôm nay không có bán kính. Hôm nay không có bán kính, nhưng mà có một cái kính này là còn lại. Tại vì kính em bán hết rồi, 450.000 một cái ha. Là còn một cái thôi, nó là màu rêu. Nước hoa hồng là 400.000 một chai. Công dụng nó không phải là tẩy trang mà là xe kích lỗ chân lông. Nước tẩy trang là khác, còn nước hoa hồng là khác nha các chị nha. Nước hoa hồng là khác. Cái kính này chốt cho chị Cúc Huỳnh ha. Cái kính này chốt cho chị Cúc Huỳnh nha. Chị Cúc Huỳnh cho em xin số điện thoại. Thank you số điện thoại của chị Ngọc Hằng. Chị lấy kính em đang cầm mà kính hết rồi. Kính chú cho chị Cúc Huỳnh rồi. Có một cái thôi, để từ từ em đi gom kính. Tại vì kính á, phải chờ cái hàng mới về. Giờ hàng nó tới khó lắm. Giờ hàng tới Úc á, khó lắm. Cho nên đợi hơi lâu. Chị Cúc Huỳnh đợi hơi lâu. Cho nên có kính thì em sẽ like vào một ngày kính cho các chị, thông báo cho các chị biết nha. Rồi, thank you chị Cúc Huỳnh. Có một cái một thôi. Bình giữ nhiệt là bình giữ nhiệt á, có hai cái khách không ấy được. Chị Lan Hoàng ơi không có. Không có. Chị Lan Hoàng ơi, áo em mà không có bán. Nước hoa hồng loại này với Aeron cái nào cũng tốt hết á. Các chị thường á, các chị xài mà cái hãng Aeron quen rồi á, thì các chị xài cái nước hoa hồng của Aeron. Nhưng mà bình thường thì các chị xài Lanoper thì các chị xài của Lanoper, hai cái đều tốt hết, hai cái đều good hết á. Cho nên các chị chọn cái nước hoa hồng nào cũng tốt hết. Nhưng mà cái nước hoa hồng của Aeron á, nó có cái chất dưỡng da, nó có cái chất dưỡng ở trong này cho mình nữa. Nó làm xe kích lỗ chân lông nhưng mà nó có cái tinh chất dưỡng của trong cái này cho mình nữa. Đó là mỗi cái kính. Chốt cho chị Minh Thuận Nguyễn một chai nước hoa hồng Lanoper màu trắng nha. Thank you chị Minh Thuận Nguyễn. Nước hoa hồng là 400.000 một chai nha chị Yến Đặng ơi. Để em chạy đem lấy cái bịch bông tẩy trang cho các chị coi, tặng kèm cho các chị cái bịch bông tẩy trang ha.
Đây nè, chị nào lấy nước hoa hồng thì em tặng kèm cho các chị cái bịch bông tẩy trang như vậy hết nha các chị nha. Em tặng kèm cho các chị bịch bông tẩy trang như vậy hết. Sữa non collagen bao nhiêu em ơi? Sữa non em hết rồi. Áo đẹp. Áo này nhưng mà em lấy về bán chắc các chị cũng chẳng ai mua đâu. Thấy nó đẹp vậy thôi nhưng mà nó không có sale á, nó sale ít á cho nên giá nó mắc tiền á. Cho nên các về tới Việt Nam cái giá thành mà đổi ra tiền Việt Nam nó mắc quá. Nhìn đẹp đẹp vậy nhưng mà để đẻ tí thì các chị cũng mua, còn bình thường mắc quá. Làm sao mà các chị mua. Rồi. Từ từ để em chốt tiếp cái chai nước hoa hồng này ha. Rồi nước hoa hồng công dụng chị Mỹ Hồ Mỹ Phương, công dụng của nó đó là cái bước đầu tiên khi mà tối mà mình đi ngủ á, trước khi mình xài serum với lại xài kem á, mình sẽ xài cái nước hoa hồng này. Các chị mở nó ra như vậy. Các chị lấy cái miếng bông tẩy trang này, các chị thấm cái nước hoa hồng xong, các chị thoa đều lên trên mặt. Nó sẽ thấm liền vô trong mặt của mình luôn. Cái bước đầu tiên nó làm cái chất dưỡng da và nó làm se kích cái lỗ chân lông cho mình, làm cho cái lỗ chân lông của mình nó nhỏ lại, không có bị to cái lỗ chân lông nha. Rồi sau đó mình mới xài serum lên, mình mới xài kem lên, tùy theo các chị xài cái gì đó. Thì nó là một cái bước rất là quan trọng cho cái nước hoa hồng. Nước hoa hồng của Aeron là 500 ngàn một chai ha, 500 một chai. Còn của Lanopar là 400. Chai màu cam là cho da nhờn và chai màu trắng là cho mọi loại da. Nếu mà các chị có da mụn và da nhờn á thì các chị lấy cái màu cam nha. Còn cái màu tím cho da khô nữa mà em không lấy. Tại vì nếu mà các chị da khô thì các chị xài cái chai màu trắng này luôn là được rồi. Nhung ơi, lại số điện thoại của chị Nguyễn Sương kìa, chị cho lại số điện thoại kìa. Chốt cho chị Nguyễn Sương hai mươi miếng mặt nạ màu hồng của Tranh theo nha. Thank you chị Nguyễn Sương. Rồi ngày mai Nhung nó gọi cho chị Nguyễn Sương. Hello chị Bích Thúy. Lâu quá không xem live của em mà cũng không mua hàng, chị bận phải đưa đứa con đi học để chuẩn bị thi lớp 10. Hôm nay em like gì vậy? Lấy Aeron nha em. Hôm nay em like collagen nước, hôm nay em like những cái này, những cái ở đằng sau lưng của mình nè, kem nâng cơ nữa ha, rồi collagen nước nữa ha, tê tay nè, muối hồng đủ ở ngoài đằng sau lưng mình hết. Có kem nén dưỡng mặt trắng da với chống lão hóa không? Em có nha chị Anh Tiger ơi. Có nha chị Anh Tiger ơi. Kính á, hôm nay em không có like kính tại vì kính hôm trước bán hết rồi. Các chị đợi kính khoảng 1-2 tuần nữa. Kính em mới gom lại đủ cho một like. Nước hoa hồng Aeron thì giá là 500 một chai nha. Khoan từ từ. Nhung ơi, Nhung chốt cho chị Minh Thuận Nguyễn là lấy Aeron á. Chốt cho chị Minh Thuận Nguyễn là cái nước hoa hồng của Aeron á. Là lấy cho chị Minh Thuận Nguyễn nha, không có lấy của Lanoper. Nhung chốt cho nó đúng ha. Chị ơi, có thuốc mọc tóc cho nam không chị? Thuốc mọc tóc cho nam á thì em bán cái này Hair Restore là các chị cho cái mọc tóc cho cả nam cả nữ. Từ từ để em lấy cho các chị coi cái hộp đó nha. Còn chị Lâm Phượng Kemolay em không có bán. Kemolay ở bên Úc toàn là của men Thái Lan không à. Cho nên em không bán, em bán kem Aeron của Úc sản xuất. Rồi cho chị Võ Hồ Mỹ Phương một chai nước hoa hồng. Chị Võ Hồ Mỹ Phương lấy màu cam cho da nhờn, màu trắng là cho da bình thường của mình ha, cho mọi loại da. Chị Mỹ Hồ Mỹ Phương lấy màu nào, màu trắng hay là màu cam? Và chị Mỹ Hồ Mỹ Phương cho em xin số điện thoại nha, cho em xin số điện thoại của chị luôn. Serum nào tốt? Từ từ em lấy serum cho các chị, em sell cho các chị cái serum của Rebirth 6 chai rất là tốt. Dạ đúng rồi, muối hồng á, em có hai loại, một muối hồng để tắm và một muối hồng để ăn. Chị Thanh My Nguyễn lấy chai nước hoa hồng màu cam nè, chốt cho chị Thanh My Nguyễn một chai ha. Các chị lấy nước hoa hồng của Lanoper thì em tặng cho các chị cái bịch này hết nha. Tặng cho các chị bịch này hết, bịch bông tẩy trang này hết ha. Kính lúc nãy lúc nào có thì chốt cho chị nha em. Hello chị Thúy Bình Trần, ok chị. Chị Anh Tiger lấy cái chai nước hoa hồng màu trắng nha. Nhung chốt cho chị Anh Tiger chai nước hoa hồng của Lanoper. Cái này là Mineral Trailer Hot của Úc sản xuất hot, màu trắng. Hàng của chị Thảo Huỳnh chắc ngày mai hay là ngày mốt chị Thảo Huỳnh nhận được á. Chị Thảo Huỳnh nhận được á. Hàng của chị Thảo Huỳnh á. Chắc ngày mai quá. Có nước hoa không? Em nước hoa có nhưng mà từ từ. Em chưa có ấy nước hoa. Rồi.
Xong nước hoa hồng rồi, lấy chị một kem trứng cá đen Aron luôn nha em. Chốt cho chị Minh Thuận Nguyễn cái một hộp kem trứng cá màu đen của Aron 450 nha, theo kiểu chị Minh Thuận Nguyễn. Cho chị xem kem luôn. Rồi, khi nào em lo dạy, đây, lai giỏ gì? Đang đợi cái giỏ delivery. Khi nào giỏ delivery về đây em lai thông báo cho các chị trước. Kem trứng cá màu đen á. Cái, đây nè nha các chị nha. Cái này thì mới vừa like vừa rồi á, lấy thuốc mọc tóc cho em nghe chị. Rồi chị Thảo Huỳnh đợi một phút, em like xong cái kem trứng cá màu đen này rồi á, em lấy cái hair restore cái mọc tóc cho chị luôn. Thì cái hộp kem trứng cá màu đen á, cái hộp nó ở ngoài đây ha, thương hiệu của Aron nó là Made in Australia em ơi, collagen có. Rồi mình mở ra nè nha, khi mà cái hộp mới thì nó sẽ có cái tem nó nằm ở đây. Mình mở ra nè. Em ơi, Úc chí Mỹ nào về lẹ hơn? Tùy thôi nha chị Duy Hoa Lê. Em đâu có biết bên Mỹ là về bao lâu. Bên Mỹ thì em không biết. Em chỉ biết ở Úc của mình á, thì đồ của mình khoảng từ 1 tuần cho tới 2 tuần. Còn ở bên Mỹ thì em không có biết. Rồi, mình mở cái hộp kem ra. Chốt cho chị Nguyễn Sương chai nước hoa hồng màu trắng nha. Chốt cho chị Nguyễn Sương chai nước hoa hồng màu trắng. Thank you chị Nguyễn Sương. Rồi, mình mở cái nắp ra thì nó sẽ là cái kem. Kem của nó là cái kem màu đen. Kem của nó là cái kem màu đen nha các chị à, kem của nó thì cái kem màu đen đây nha các chị nha. Một chai như vậy á là một hộp như vậy là 50 ml. Có thuốc kích thích mọc tóc không? Có. Đợi một tí xíu em lấy liền giờ á, em lấy liền giờ. Thì cái kem nó là như vậy. Thì nếu mà chị nào muốn xài một loại kem mà nâng tông da của mình lên á thì các chị lấy cái này là thứ nhất. Thứ hai nữa, chống lão hóa, săn chắc cái cơ mặt của mình, giúp cho da của mình mịn màng và trắng sáng ha, giữ ẩm cho da, nó mờ đi vết thâm nám tàn nhang nha các chị nha. Màu đen nhưng mà mình thoa lên trên mặt thì mình phải massage ra ha. Mình càng thoa thì nó càng trắng, càng massage ra là nó càng trắng, nó có một cái độ ẩm nhất định cho cái da của mình không bao giờ bị khô. Cho da của mình không bao giờ bị khô. Giúp cho da của mình nó rất là mịn màng và trắng sáng. Nó săn chắc cái cơ mặt của mình, giữ ẩm cho da. Mà khi mà các chị xài này nè, cái tông da của mình bật lên rất rất là tốt. Thì cái hộp kem trứng cá màu đen bên mình đang sale là 850 một sorry, 450 một hộp. Hai hộp thì giá là 850 nha các chị nha. Hai hộp thì 850, còn hộp giá là 450 một hộp ha. Đó là kem trứng cá màu đen. Chị Minh Thuận Nguyễn lấy một cái nha. Chị Minh Thuận Nguyễn lấy một cái kem trứng cá màu đen. Chị Anh Tiger, nếu mà cái loại kem mà như chị hỏi thì chị chốt cái kem trứng cá màu đen này về xài ha. Hôm bữa chị chốt bộ 800 hàng đi chưa Quyên. Bộ 800 thì là 1 tuần nữa mới hàng mới tới nha chị My Ti ơi, 1 tuần nữa ha. Nhưng mà cái bộ kem 800 đó em có một ít bộ ở Việt Nam á, em có một ít rồi. Chị nào cần gấp thì em gửi trước cho các chị. Nếu mà chị nào cần gấp, còn còn nếu mà các chị có dồn đơn chung đơn á thì các chị đợi 1 tuần nữa nha. Các chị đợi 1 tuần nữa. Chai nước hoa hồng màu trắng, em gái ơi, có collagen, da nhạy cảm dùng được bình thường, da nhạy cảm dùng được bình thường nha các chị nha. Cái collagen đợi đợi em một tí xíu em lấy liền. Chị Thảo Huỳnh đợi tí xíu em lấy mọc tóc cho anh nha. Lấy cho các chị coi cái serum này. Rồi chị Diễm Phạm coi cái serum. Ở Việt Nam có thuốc mọc tóc, ở Việt Nam có hộp mọc tóc á. Ở Việt Nam có hộp mọc tóc. Cái này là cái serum mà từ trước tới giờ ship liền cho em. Ok chị Thảo Huỳnh ha. Ở bên Úc của mình nó rất là nổi tiếng cho cái set serum của Rebirth này. Một set như vậy là nó có 6 chai. Đây là tinh chất serum đậm đặc từ nhau thai cừu và collagen nha các chị nha. Chị cho chị hộp Omega 3 hôm qua em like đó. Chốt cho chị Nguyễn Sương cái dầu cá của Kalai á, dầu cá Omega 3 Kalai 550 một hộp á nha Nhung nha, một hộp có 300 viên á, chốt cho chị Nguyễn Sương cái hộp đó. Thank you chị Nguyễn Sương. Thì em nói cái công dụng của nó và cái tinh chất nó có cái gì trong này cho các chị ha. Thì cái chai này nè,
tinh chất của nó là tinh chất nhau thai cừu và collagen kết hợp với nhau, từ collagen và nhau thai cừu tươi. Nó sẽ làm cho mình, nếu mà da của các chị xấu, da mà sạm, da của mình không có được sáng và da mình có nám, thì các chị xài cái serum này. Thì các chị xài cái serum này ha, để em chỉ cho các chị cách xài. Thì mỗi cái hộp như vậy nó sẽ có 6 chai. Một một chai nó như vậy là 10 ml, mỗi ngày mình xài 2 lần sáng tối. Thì khi mà về á, các chị mở cái nắp này ra đúng không? Là nó giật luôn cái miếng thiết này ra luôn, rồi mình mới bỏ cái này vô. Mình mới bỏ cái nắp này vô ha. Khi mà mình xài thì cái giọt nó sẽ ra đây. Một lần mình xài khoảng là 4 giọt. Hai bên hai giọt, với ở trên này một giọt, ở dưới đây một giọt ha, thì là đều cho mặt của mình rồi. Mình thoa đều lên trên mặt thôi, mình thoa đều cái serum này lên trên mặt mỗi ngày, các chị dưỡng 2 lần sáng tối. Những cái vết sạm, những cái nám nó mờ đi cho mình, cải thiện cho mình rất là rõ rệt, làm cho mình trắng sáng da. Này nó là whitening nha các chị nha. Cái collagen nó sẽ kéo lại cái tuổi tác cho mình, nó chống nhăn cho da, nó chống lão hóa, giúp cho da của mình nó căng mịn màng. Nhau thai cừu nó sẽ làm mờ đi những cái nám tàn nhang đó. Thì nó kết hợp hai cái loại rất là đặc biệt, làm nên cái thương hiệu đặc biệt của thương hiệu Elron. Thì một set như vậy có 6 chai, em sale cho các chị cái set này giá là 750 ngàn một set nha, 750 ngàn set. Một set như vậy có 6 chai ha. Chị nào lấy cái set của serum, nếu các chị có xài kem á thì các chị xài cái serum ở bên trong, các chị xài kem ra bên ngoài. Còn không thì mình xài serum không cũng được, không thì mình xài kem không cũng được. Nhưng mà thường á, người ở bên này người ta họ hay dùng á là serum ở bên trong và cái kem lên ở bên ngoài. Cho nên tất cả những mọi sản phẩm, thường là những sản phẩm nào họ cũng xài cả 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 serum cả kem. Nhưng mà không nhất thiết mình xài như vậy thì nó còn good hơn nữa. Còn không thì mình cứ xài một cái serum hoặc là một cái kem thôi, nó cũng đủ cái tinh chất dưỡng cái da cho mình rồi. Thì nó rất là trắng sáng mịn màng cho cái da của mình. Mình xài hết cái chai này rồi mình mới ấy tiếp cái chai khác. Gửi liền cho chị Thảo Huỳnh thuốc mọc tóc, ok chị. Rồi, lấy cho chị Thảo Huỳnh một set nha. Một set rebate có 6 chai như vậy, giá là 7. Hôm nay em sale cho các chị giá là 750 ngàn một set. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn nha. Nguyên một set như vậy ha. Nguyên một set như vậy. Cái set này em mua tương đối là số lượng nó nhiều, cho nên nó được cái giá special, nó được cái giá nó good hơn là hồi trước kia rất rất là nhiều luôn. Thì đây là một cái loại bổ sung collagen tươi, à, nhau thai cừu tươi và collagen nó kết hợp với nhau cho cái thương hiệu Rebirth. Đây là cái thương hiệu mà họ xài, mà từ họ nó nổi tiếng từ xưa cho tới nay bao nhiêu năm trời ở đất nước Úc của mình. Đó là cái set serum của Rebirth ha. Chốt cho chị Diễm Phạm một set nha, chị Diễm Phạm một set, với lại chị Thảo Huỳnh một set. Chị nào lấy này nữa thì các chị nhắn ha, chị nào lấy cái này nữa thì các chị nhắn. Hôm nay chị Hưng Thuận Yến xào không có lên để cho coi cái kia luôn. Chị Mỹ Hạnh Phan là xài serum cộng kem trứng cá đen được nha chị Mỹ Hạnh Phan ơi, được nha chị Mỹ Hạnh Phan ơi. Cái serum với kem trứng cá đen chung được ha, serum ở bên trong và cái kem lên ở bên ngoài, gửi chung với hộp thuốc mọc tóc cho em về. Dạ rồi, ok chị Thảo Huỳnh nha, ok chị Thảo Huỳnh em gửi cái mọc tóc ha. Chị Diễm Phạm có thông tin ở bên mình chưa? Nhung ơi, quyên quên rồi, Nhung không nhớ. Chị nào lấy này nữa thì các chị nhắn nha. Chị nào lấy cái này nữa thì các chị nhắn. Chốt cho chị Thị Nở Nguyễn một cái set serum của Lanoprim nha. À, của sorry, của Rebirth ha. Cái set serum của Rebirth nha. Chị nào lấy này nữa thì các chị nhắn set serum của Rebirth. Chị Thị Nở Nguyễn lấy một set ha. Chốt cho chị Thị Nở Nguyễn một set serum Rebirth nha Nhung nha. Chị Huỳnh Lăng hai hộp sữa A2, hai bịch sữa A2 với lại một hộp sữa bò non nè. Chốt cho chị Huỳnh Lăng hai bịch A2 với lại một hộp sữa bò non, ok chị Huỳnh Lăng. Chị nào lấy set này nữa các chị nhắn cái set này ha, em sale cho các chị giá 750 ngàn một set à, 750 ngàn một set thôi nha các chị nha. Cái này là cái mọc tóc,
Chị Dương Ngọc Kim có số điện thoại là 858 một set serum rebirth nha. Chốt cho chị Dương Ngọc Kim một set. Thank you chị Dương Ngọc Kim. Aeron con cá thì giá là 900 một hộp á. Serum Aeron con cá giá là 900 ngàn một hộp. Hôm qua Nguyên chưa cho chị xem vòng chống mũi. Chị Nguyễn Linh chưa có cho chị Nguyễn Linh xem cái vòng chống mũi ha. Rồi, xong cái này rồi á, em lấy xong này rồi em lấy cái vòng chống mũi cho chị nha. Sữa, khoan từ từ, chị Dương Ngọc Kim là hai bịch sữa non, sữa bò non là hộp chứ không phải bịch, còn bịch đó là sữa tươi nguyên kem A2. Kem trứng cá đen là kem đêm ha chị Ngọc Dầu Dương ơi. Kem trứng cá đen là kem đêm nha chị nha. Chị Dương Ngọc Kim là lấy cái bịch sữa A2 hay là sữa bò non. Sữa bò non đó là cái hộp. Mà sữa bò non em đang hết hàng để ngày mai em order. Rồi, cái này là Hair Restore. Đây là cái mọc tóc. Xong cái này rồi em lấy cái vòng chống bụi. Xong em lấy collagen cho các chị coi. Collagen viên và collagen nước. Chị cần mascara vuốt mi dài dưỡng mi không lem nha Quyên. Cái mascara cho lông mi mình nó dài hơn rồi nó đen hơn rồi không có lem á, thì chị lấy mascara của L'Oreal 450 một cây á nha chị Nguyễn Xuân ơi. Còn cái này là Hair Restore. Thứ nhất là giảm gãy rụng nha các chị nha, giúp cho mình mọc tóc, giảm gãy rụng. Giúp cho mình mọc tóc nè, giảm gãy rụng nè, cho tóc mình mau dài hơn nè. Khi mà tóc của mình mọc ra nó mướt hơn ha, nhưng mà đặc biệt nó sẽ chống cái bạc tóc, chống cái lượng bạc tóc với nha các chị nha. Cái này riêng đặc biệt cái Hair Restore này nè, nó là một cái thức ăn dành cho tóc, nó bổ sung cái vitamin và khoáng chất từ cái thảo dược nha các chị nha. Trong cái đây nó sẽ làm tinh chất từ cái thảo dược cho healthy hair, là cho cái mái tóc của mình nó mọc dài hơn, giúp cho mình giảm gãy rụng tóc, giúp cho mình mọc tóc rồi mọc tóc dày hơn, cho tóc của mình mượt hơn. Và cái gì bạc tóc giảm cái lượng tóc bạc rất là đáng kể. Cái này dùng cho cả nam và nữ nha các chị nha. Ở bên em á, khách hàng mua cho nam á, tóc mà bị rụng ở trước này nè nhiều á, các chị mua thêm một hộp DHA cho bé 4 tuổi. Chị Huỳnh Lăng lấy DHA của nào nè, Quyên có đi coi rượu cho chị chưa? Em ngày mai em chạy ra cho chị Linh, ngày mai em chạy ra em coi rượu cho chị Linh nha. Mai em chạy ra em coi cho. Em chưa có chạy ra em quên mất tiểu. Một ngày á uống từ 1 cho tới 2 viên, một hộp này là có 60 viên. Giá là 6 nè, cái này là both, cái nó ghi nè, have both man and human. DHA của BioIslands. Nhung chốt cho chị Huỳnh Lăng một hộp DHA của BioIslands nha Nhung nha. Rồi, cả cho này là human for men and human, là cả nam và nữ xài cái hộp này luôn, không phải riêng đặc biệt cho nữ mà cái này là cả nam và nữ nha các chị nha. Một hộp như vậy có 60 viên, giá là 580 ngàn một hộp, 570 ngàn một hộp ha. Hôm nay em sale cho các chị 570 ngàn một hộp nha. 570 hai hộp thì giá là 1 triệu mốt cho hai hộp, còn một hộp thì giá là 570. Đó là cái Hair Restore, đây là cái thức ăn dành cho tóc của mình. Bịch gì ở trên kệ, cái đó là bịch muối á, cái đó là bịch muối hồng để mình tắm á, cái đó là bịch muối hồng để mình tắm. Cái bịch ở giữa phải không chị Văn? Phan hỏi em bịch ở giữa đúng không? Em là chị của Liễu hả em? Dạ không phải nha chị Trần Dung ơi. Dạ không phải ha, không phải ha chị ha. Em là em Quyên thì ở bên Úc thì em bán ở đây, còn em gái của em là ở Việt Nam, nhưng mà em gái của em không có like. Chỉ có một mình em lại ở Úc thôi nha chị Trần Dung ơi. Chị Thảo Huỳnh lấy một hộp mọc tóc 570 nha. Thank you chị Thảo Huỳnh. Chốt cho chị Thảo Huỳnh một hộp Hair Restore nha. Giá là 570 ngàn một hộp ha. Chị nào lấy này thì các chị nhắn. Là cái hộp đó. Để ra kiếm cái bịch vòng chống mũi cho chị Nguyễn Linh coi cái bịch vòng chống mũi. Vòng chống mũi.
Em like ở Úc nha chị Gương Ngọc Kim ơi. Thôi em lấy cho chị hai hai vòng trống, hai vòng được rồi. Không, không phải. Từ từ. Mai chị nói Nhung gửi chung cho em và gửi gửi chung cho em nhận sớm. Đồ của chị gửi rồi, đồ của chị Thảo Huỳnh gửi rồi. Nếu mà cái mọc tóc là phải gửi riêng, còn cái hồ kia là gửi rồi. Cái này là cái vòng chống mũi ở bên mình nè, chị Nguyễn Linh nè. Một bịch như vậy là 300 ngàn một bịch ha. Một bịch vòng chống mũi này nó có là 30 rings. Nó là 30 cái. Nè, chị nhìn nó sẽ có nhiều màu, nó có nhiều cái hình ha. Lấy cái vòng chống mũi này ra nó thơm lần luôn. An toàn cho da của bé. Bé nó có thể đeo lên tay hoặc là đeo dưới cái chân của bé nha các chị nha. Nếu mà các chị có nôi á, bé mà nhỏ không có đeo, các chị để kế bên cái nôi ha, để cho mũi nó không có bâu á, khi mà nó nghe cái mùi này á thì nó không có bâu vô người của bé. Rất là hiệu quả mà rất là dễ xài. Ví dụ như các chị có dẫn bé đi uống cà phê hay là đi ra đường một buổi chiều sụp tối tối mà có mũi á, đeo vô chân của nó xong rồi mặc đồ vô ha. Bé cái mùi rất là thơm, rất là dễ chịu mà rất là dễ xài. Cái này nè, nó rất là mềm mà nó mịn, không có làm đau gì cho bé hết. Ý là mọc tóc và serum gửi chung cho em và đi sớm để về cho em chồng em uống. À rồi, ok chị Thảo Huỳnh nha. Ok chị Thảo Huỳnh. thì cái này là nó có 30 cái, nó có 30 cái vòng ha. Một vòng như vậy nó last long được là 12 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là mình xài một cái vòng cho bé thì nó sẽ có cái công dụng sẽ được là 12 tiếng một cái vòng. Khi mà các chị mở ra, các chị nhớ chốt cái này. Nhung ơi, Nhung chốt cho chị Nguyễn Xu một cái mascara 450 của L'Oreal của Pháp nha. Chốt cho chị Nguyễn Xu một cây. Nè, chị Nguyễn Linh lấy cái bịch này ha. Đó là vòng chống mũi. Mình có hai loại, một cái chai xịt chống mũi và cái vòng chống mũi. Vòng chống mũi thì là cái bịch này. Lấy cho chị Nguyễn Linh một bịch hay là hai bịch? Chị Nguyễn Linh lấy là một bịch hay là hai bịch vòng chống mũi nha. Giá là 300 ngàn một bịch. Một bịch như là được 30 cái ha. Một cái mình xài là được 12 tiếng. Cho bé, cả người lớn mình, nó nhiều khi mũi nó bâu mình cũng xài luôn. Rất là thơm. Thơm mà dễ chịu mà dễ xài, nó dễ thương lắm. Nhưng mà lấy ra nó thơm lần à, mũi nó không có bâu mà an toàn cho da của bé nha. Chốt cho chị Nguyễn Linh hai bịch vòng chống mũi nha Nhung nha. Thank you chị Nguyễn Linh nè. Rồi, bây giờ dừng lại ở đây. Em lấy cho các chị cái collagen mà em order bao nhiêu ngày rồi. Bữa nay mới về cái collagen này. Đây là cái collagen nước ha các chị ha. Lấy một bọc cơm cháy rong biển. Rồi chốt cho chị Hằng Phan bịch cơm cháy rong biển nha. Chốt chị Hằng Phan bịch cơm cháy rong biển. Hôm qua chị chốt hai chai xịt rồi. À hôm qua chị Nguyễn Linh chốt hai chai xịt rồi. Hôm nay chị chốt thêm hai cái bịch vòng chống mũi. Dạ rồi ok chị. Thì đây là cái hộp collagen mỗi ngày để mình uống. Nó ghi là Aeramarine Collagen. Thì cái này là collagen nước. Ở bên Úc của mình nó có rất là nhiều dạng collagen ha. Viên, bột, nước, rồi chai hoặc là ống, tùy theo mỗi loại, mỗi thương hiệu. Cái thương hiệu của Vera này á thì nó là trụ sở chính của nó là ở dưới Melbourne ha, nhưng mà nó bán khắp ở thị trường của mình. Cái áo em mặc không có chị Uyên Vi ơi. Cái áo em mặc không em không có mua vậy. Có hoa anh đào không? Sao không em, bao nhiêu tiền chị xem? Chị Trần Hà nè. Chị Trần Hà hỏi em là tinh dầu hoa anh thảo đúng không? Không phải hoa anh đào đâu mà là tinh dầu hoa anh thảo. Hoa anh thảo là 560 ngàn một hộp của Blackmore mà mẫu mới màu hồng á. Tinh dầu hoa anh thảo em để ở đây đây. À đây nè. Chị Trần Hà hỏi á, không phải là hoa anh đào đâu. Cái này là tinh dầu hoa anh thảo một hộp 190 viên. Giá là 560 ngàn một hộp ha. Đây là cái mẫu mới, nó là màu hồng, nó không còn cái mẫu cũ màu xanh nữa đâu. Đây, áo em mặc không có. Áo em mặc không có. Về thì các chị tháo cái bịch ni lông ra. Cái hộp collagen màu đen nó đẹp giống như vậy. Thì mở ra cho các chị coi, cái này là By Vera. Thì trong cái hộp này nó sẽ có hai cái chai.
dồn đơn hôm thứ bảy cộng đơn hôm nay, chị được 10 món là được tận 2 phần quà phải không Quyên? Ok chị Nguyễn Sương nha, ok chị Nguyễn Sương lấy em áo em mặc về bán á, nó đắt tiền tại vì cái này em mua nó đã là 1 triệu mấy rồi. Nó đã là sale, nó không sale nhiều như là nhiều cái em bán cho chị, tại đang mùa đông thì nó sale ít thôi. Thì cái áo này nó còn là 80 mấy đô một cái, nó là hiệu Tommy nhưng mà nó còn là 80 mấy đô một cái. 80 mấy đô là nó tầm khoảng tầm 1 triệu mấy rồi, chưa tính tiền ship về nữa, cho nên áo này mắc lắm. Em thấy nó đắt tiền quá, nó không có một cái, nó cũng không có đáng để các chị bỏ gần 2 triệu ra các chị mua cái áo, làm sao mà bán nổi, làm sao bán nổi. Cho nên em không có mua về bán, tại nó không có được sale cái giá good mà mùa đông, cho nên em phải mua em mặc. Rồi cái chai collagen này nó sẽ có 2 ống như vậy ha, nó sẽ có 2 chai trong cái hộp, trong một hộp này họ sẽ làm 2 chai giống như vậy. Thì để em cho các chị coi, em nói cho các chị cái công dụng tại sao cái lượng cái loại collagen Vera nó lại đắt tiền giống như vậy. Thì cái thành phần của nó là một loại collagen cái làm từ cái cá biển sâu á, rất là chất lượng ha. Trong đây nó có chứa 30.000 mg collagen biển sâu chất lượng cao nha các chị nha, để nó giúp cho mình sáng da, săn chắc cái da của mình, chống nhăn da và lão hóa cho phụ nữ ha. Cho phụ nữ. Thứ hai nữa là nó chứa 140.000 mg chiết xuất từ tinh chất nho để giúp cho da của mình nó trắng sáng. Nó chống lại những cái tổn thương của cho da của mình, chống lại những cái tổn thương của cái gốc tự do cho da ha, hỗ trợ cho mình cải thiện được cái lượng tuổi cho cái tuổi tác của phụ nữ của mình đó. Đó là cái collagen của Vera này. Thì tinh chất nho nó làm săn chắc cho da của mình, nó nâng cơ cho da, chống lão hóa và chống nhăn da, cho mình một cái độ tuổi thanh xuân rất là trẻ hóa mà rất là lâu dài đó, cho cơ thể của mình nó chống lại những cái tác nhân của môi trường, chẳng hạn như là khói bụi hay là khói thuốc hoặc là những cái tác nhân ăn uống này nọ của môi trường, nó chống lại tất cả những cái đó, ngăn ngừa cái tình trạng gãy rụng cho tóc của mình. Đó là cái lượng collagen everyday, mỗi ngày mình phải xài nó ha, giúp cho tóc da, cho móng của mình đó, nó không có giòn, nó không có gãy, mà cho tay chân của mình mịn màng mà nó không có bị nứt nẻ. Đó là cái collagen nước này. Cái trụ sở chính của nó là nằm ở Melbourne, thì nhưng em ở Sydney, nhưng mà cái này họ sẽ bán toàn nước, cho nên ở Sydney hay bất cứ một nơi nào mình cũng có thể mua cái này ha. Rồi ở trong collagen này nó sẽ bổ sung cho một cái chất nhờn cho cái hệ xương khớp của mình. Thì một chai như vậy là 200 ml. Một chai như vậy là 200 ml nha các chị nha. Thì hai chai nó sẽ là 400 ml. Cái này thì dành cho người lớn, phải là 18 tuổi trở lên nha các chị nha. 18 tuổi trở lên. Mỗi ngày á mình đều uống cái này hết, mỗi ngày là mình uống một lần. Trước khi mình uống thì mình lắc nó lên nha các chị nha. Trước khi mình uống thì mình lắc nó lên. Ở đây nè, nó có cái nó có cái nấc, nó có cái nấc của nó ở trong này, thì nó ghi nè, tinh chất nho là 70.000 mg, marine collagen là 15.000 mg trên mỗi cái chai, cái nước lượng collagen của nó. Thì khi mà các chị sử dụng á, trước khi các chị sử dụng thì các chị sẽ lắc cái này lên ha, 7 serve for per bottle, để em coi thử các chị có thể uống lúc nào. Đợi em một tí xíu, cái này có thể uống lúc nào nha các chị nha. Thì để em mở ra cho các chị coi cái collagen ở trong này ha. Khi mà mình uống á thì mình cái này nó có, mình mở ra ha. Này mình uống thì mình lấy
cái muỗng á, mình lấy cái muỗng, mỗi ngày mình lấy cái muỗng thì collagen nước này mình không cần phải pha, mình uống luôn, một ngày là mình uống khoảng 28 ml nha các chị nha. Một ngày là mình uống khoảng 28 ml. Thì các chị cái này á thì các chị có thể uống trong ngày. Các chị uống trong ngày, uống lúc nào cũng được hết, uống lúc nào cũng được hết. Cái collagen này nó sẽ có cái mùi. Để em lấy cái muỗng. Cái này có dễ uống không Quyên? Thì chị Dương Ngọc Thủy đợi tí xíu nè, bây giờ em mới uống nè. Cái này thì em chưa có sử dụng qua, cái collagen này em chưa có sử dụng qua, mặc dù nó rất là nổi tiếng ở đất nước Úc của mình, nhưng mà cái hàng order, cái này là cái hàng mới nhất. Những cái mà nào mà em sử dụng qua rồi á thì em sẽ nói cho các chị cái khi mà mình uống dễ hay uống khó. Còn cái này là hàng mới tinh tình tình về luôn, cho nên em chưa có sử dụng nó qua. Thì lúc nào cũng vậy hết, khi mà mở ra cho các chị coi này thì thường là em sử dụng mỗi ngày, sử dụng mà không có hết được những cái hàng này luôn á, thì em muốn thử ở đây thì em cho các chị được cái cảm giác khi mà uống nó ha. Thì không có khó uống gì hết, không có ngọt. Cái collagen này là nó có cái vị chua nha các chị nha. Cái collagen này nó có cái vị chua, nó có cái vị chua ha. Mỗi ngày mình uống là 28 ml. Thì cái này á em chờ hàng từ hôm bữa giờ mãi tới hôm nay mới về được rồi. Rất là nhiều khách hàng của mình, mặc dù nó em mới order về thôi, nhưng mà khách hàng của mình rất là nhiều người đã biết qua cái collagen này rồi. Thì chị nào lấy cái này á thì em sale cho các chị giá là 730 một hộp. Một hộp vậy là có hai chai nha các chị nha, 730.000 một hộp. Hai hộp thì giá là 1,4 triệu. Cái collagen này nó có hai loại. Một á, là cái chai này màu đen như thế này, màu nâu đen. Một loại nữa nó sẽ là cái ống. Cái ống á, thì họ về trễ hơn cho nên ngày mai mới có. Nhưng cái dạng ống á, hiện nay á, thì nó không có cái hạn xa. Nó chỉ có đúng một cái hạn thôi. Đó là cái hạn tháng 2 năm 2021. Là cái chai cái ống ngày mai em mới la cho các chị cái ống màu trắng á, ha. Mai em mới la cho các chị. Thì cái hạn nó còn là 8 tháng, nhưng mà 8 tháng là cũng toàn còn là tương đối, là cũng không có phải là gần 2-3 tháng thì sẽ không có bán, nhưng mà 8 tháng thì cũng tương đối là cái hạn nó cũng còn xa. Thì nó không có ra, chưa có ra cái hạn mới. Cái hạn mới á, họ hẹn tầm khoảng 2-3 tháng, có thể là tới 2-3 tháng nữa mới nó mới có cái hạn mới. Thì em vẫn lấy, họ báo cho mình á thì em vẫn lấy cái hạn đó. Cái hạn của nó là tháng 2 năm 2021. Còn cái hộp này á, cái hạn của cái hộp này là năm 2022 nha các chị nha. Cái hạn của cái hộp này là năm 2022. Kem nhau thai cừu có sale không Nguyên? Kem nhau thai cừu 250 nha chị Thanh My Nguyễn ơi. Kem nhau thai cừu 250 hộp. Lấy hai hộp thì 450 ha. Kem nhau thai cừu của La Spring, hoặc là nếu mà chị lấy của Kelly với lại kem nhau thai cừu của Kelly với lại Costa thì giá là 200 một hộp, giá là 200 ngàn một hộp. Nhưng mà La Spring thì giá là 250. Cái vị của nó rất là dễ uống cực kỳ luôn. Nó không có ngọt, nó không có hôi, nó không có cái tanh gì hết, nó là cái mùi hơi chua. Nó là cái vị mùi hơi chua rất là dễ uống. Thì mỗi ngày mình dùng là 28 ml, một ngày một lần, không cần phải uống buổi sáng. Các chị lúc nào rảnh các chị uống lúc nào cũng được hết. Per đây có nghĩa là trong ngày là mình uống là được ha các chị ha, trong ngày là mình uống là được nha các chị nha. Thì một hộp collagen này á giá là 730.000 một hộp. Nếu các chị lấy hai hộp thì em sale cho các chị giá là 1,4 triệu một hộp. Như vậy một hộp như vậy nó sẽ có hai chai ha, nó sẽ có hai chai. Đó là cái collagen nước mỗi ngày mình uống ha các chị ha, mỗi ngày mình uống. Đây là cái bang Victoria, là cái bang mà ở Sydney có hai cái bang lớn nhất, một là bang Melbourne và hai là Sydney. Thì cái này là cái bang ở dưới Melbourne, ở Victoria. Em là New South Wales ở Úc, mà em ở Sydney thì nó sẽ là cái bang của New South Wales. Còn ở Melbourne thì cái bang của nó là Victoria. Thì cái này nó nằm ở Vic, thì em phải order từ cái công ty ở dưới đó, họ họ ship lên. Họ ship lên thôi các chị ha.
họ ship cái này lên. Thì cái này thì mình dùng được cho từ 18 tuổi trở lên. Chị nào lấy collagen này thì các chị nhắn nha. Một chai như vậy là có 200 ml. Hộp hôm trước em bán cho chị đó, cho con gái chị xài, con chị 15 tuổi. Light Spring đúng không? Em nhớ nhớ hình như Light Spring đúng không chị Thanh My Nguyễn ơi? 250 một hộp á. 250 một hộp. Chị Hạnh Trần là viên uống nội tiết tố có bán không? Viên uống nội tiết tố có đó. Một á, là tinh dầu hoa anh thảo. Hai á, là cái gì? Một là tinh dầu hoa anh thảo. Hai là mầm đậu nành. Là nội tiết tố ha, là nội tiết tố. Chị Thanh My Nguyễn nhắn cho em, gửi cái hình qua trong tin nhắn đi, em coi thử coi cái loại nào. Em coi thử coi cái loại nào nha, chị gửi cái hình qua trong tin nhắn cho em ha. Chốt cho chị Mai Lý Nguyễn một hộp collagen nước ha, collagen nước nha. Chốt cho chị Mai Lý Nguyễn một hộp collagen nước. Thì hôm nay em sale cho các chị cái này, ngày mai em sale cho các chị cái hộp ống ha, cái hộp ống màu trắng. Hộp ống màu trắng thì hạn tháng 2 năm 2021. Còn cái này á, thì cái Inspire này nó nằm ở dưới đây này nha các chị nha. Năm 2022. Năm 2022 ha. Một hộp như vậy có 2 chai. Các chị cứ bảo quản. Chị chụp chị nhắn tin qua cho em nha chị Thanh My ơi. Có gì em coi cái hình này em chốt cho chị trong tin nhắn cũng được. Thì một hộp như vậy á là 730 ngàn một hộp. 2 chai. Các chị lấy hai hộp, tại vì cái này mình uống thì mình uống hoài. Có nhiều chị cứ uống cái collagen nó rất là đẹp á, cho nên nhiều chị là không có bỏ nó, uống hoài luôn. Cái này em phải mua, nè, em mua cái số lượng nó cũng hơi nhiều một tí xíu. Để em chạy ra em lấy cho các chị coi, nó sẽ là thùng thùng giống như vậy. Cái này á, tiền ship em ship về á, nó rất là nặng. Em phải mua như vậy. Một lần là 4-5 thùng giống như vậy. Thì nó mới được cái giá good. Nó mới có cái giá good giống như vậy ha các chị ha. Thì trong từng thùng như vậy hết. Họ ship bình á, cái thùng này nó chắc lắm. Đó. Thì ở trong thùng như vậy, một thùng như vậy nó sẽ có 12 hộp. Mới vừa lấy ra hồi chiều luôn. Chiều em phải chạy ra. Nè, các chị nhìn một thùng như vậy nè, nó sẽ có là 12 hộp. Chị Mai Lý Nguyễn nghe điện thoại giúp em nha. Em gọi chị không nghe máy. Rồi, chị Mai Lý Nguyễn ơi, chị cho lại chính xác số điện thoại. Rồi Nhung là em gái của em, gọi cho chị để chốt cái đơn của hàng của mình. Với lại xin cái địa chỉ á. Cho nên chị nếu mà cái lúc đó chị bận chị không nghe máy, thì nếu mà chị thấy số điện thoại cuộc gọi nhỡ là 0906 684858 thì chị gọi lại giùm nha. Đó là em gái của em chốt hàng ở Việt Nam cho chị á ha. Thì đó, từng hộp giống như vậy nha các chị nha. Nó là từng hộp giống như vậy hết. Em phải mua là 5 thùng giống như vậy. Thì ở ngoài nó rất là nặng. Cái này nó là nước á, cho nên tiền ship về nó nặng lắm. Nhưng mà em lấy cái này về em sale cho các chị giá rất là tốt. Để cho chị em của mình xài, chị em mình xài ha. Thì các chị cần cái collagen này thì các chị nhắn nha. Các chị cần cái collagen này thì ta nhắn. Thì cái giá như vậy là em cảm thấy cũng là được cái giá, một cái giá khá là tốt. Khi mà các chị mua cái collagen nước cao cấp của cao cấp giống như vậy. À, cái loại collagen nước cao cấp nhất ha các chị ha. À, màu nâu đen, cái collagen là cái màu nâu đen giống như vậy. Thì đó, từng thùng giống vậy, một thùng nặng lắm, một thùng nặng thôi là nặng luôn. Nó chỉ có 12 hộp thôi, nhưng mà nó rất là nặng. Khi mà mình ship về nó nặng lắm. Đó, thùng nào cũng vậy hết. Mình mở ra thì mình lấy. Ở ngoài còn ấy. Rồi, ở trên này nè, em chưng lên trên đó đó. Bye bye. Chốt cái này nha các chị nha. Chốt cái collagen này ha. Chị Mai Lý Nguyễn lấy một cái hộp collagen nước nha. Chị Dương Ngọc Thủy lấy một hộp 2 chai ha. Chị Dương Ngọc Thủy lấy một hộp nha. Chị Lê Diễm lấy một hộp ha. Thank you chị Lê Diễm nè.
viên uống hoa anh thảo á, là 560 ngàn một hộp á nha chị Hạnh Trần ơi. Viên uống tinh dầu hoa anh thảo cho nội tiết tố á, là một hộp là 560 ngàn một hộp, có 190 viên nha chị Hạnh Trần nè. Rồi chống chống nhăn da có trắng nhông trắng ai cái gì bỏ tay luôn, chống nhăn da mà kem hay là cái gì nha chị Nguyễn Sương ơi, kem hay serum hay là cái gì, hộp này là hộp gì vậy chị, cái này là collagen nước. Chị Lâm Ngọc Huyền Linh lấy hai hộp ha, giá rất là tốt. Thì có thể là trên thị trường của mình mỗi người sẽ có một cái giá bán khác nhau, mỗi người có thể lấy được một cái giá khác nhau, hoặc là mỗi người có một cái ship khác nhau. Thì nó rất là hot ở trên thị trường của mình, rất là nhiều người bán, không phải riêng một mình em bán. Thì cái này á, nhiều người bán, nhiều trang mạng bán, rất là nhiều người bán. Và tại vì thị trường của khách hàng của mình á, họ cần cái này rất là nhiều, tại vì nó rất là nổi tiếng, cho nên em cố gắng để mang lại cho chị. Các chị mong là được cái giá good nhất để các chị xài ha, các chị ha, mong là các chị ủng hộ cho cái sản phẩm này khi mà em phải lấy nhiều giống như vậy để mang lại cho tới cái cho các chị á. Cho nên các chị ủng hộ giùm nếu mà các chị thấy được một cái giá good nha các chị nha. Rồi em chốt tiếp cái này ha, chị Lâm Ngọc Huyền Linh hai hộp, chị Ngân Huỳnh lấy hai hộp nè, vitamin E của Úc là Healthy Care để đằng sau lưng em á nha chị Hạnh Trần ơi, một hộp có 200 viên của Healthy Care là nổi tiếng nhất cái vitamin E, thì giá là giá là 550 một hộp. Còn chốt cho cô Liêu Hoàng hai cái collagen nước nha, thank you cô Liêu Hoàng. Chị Thu Trần lấy hai hộp nè, thank you chị Thu Trần. Uống collagen nước đều da tuyệt vời, nãy giờ em bận không xem được. Bao nhiêu một hộp? Một hộp như vậy á, là có hai một hộp như vậy là có hai cái chai ở bên trong, một chai á, là 200 ml, giá là 770 ngàn một hộp. Các chị lấy hai hộp thì giá là 1,4 triệu nha. Chị Dương Ngọc Kim lấy một hộp collagen nước ha, thank you chị Dương Ngọc Kim. Chị Trần Dung ơi, em ở Úc nha chị Trần Dung ơi, em sống ở tiểu bang Sydney ha. Da cổ đó Quyên, da cổ em chưa kiếm ra nữa, tại chưa có dọn nhà xong em chưa có kiếm ra nữa. Bận quá, phải làm đủ thứ việc một ngày hết, một ngày có 24 tiếng không có đủ để mà mình làm nữa. Có nhiều khi mình ước một ngày được 30 40 tiếng gì đó để mình đủ thời gian mình làm, mà một ngày 24 tiếng ngủ chỉ có mấy tiếng thôi mà còn không đủ thời gian để mình làm nữa, cho nên em chưa có kiếm ra cái da cổ nữa. để ngày mai nha, ngày mai em kiếm cái đó. Chốt cho chị Dương Ngọc Kim là tổng cộng là hai hộp ha. Thì nếu mà các chị uống cái này thì các chị uống hoài luôn, các chị uống hoài luôn, các chị lấy hai hộp uống cho nó lợi hơn, mình được lợi hơn. Mà cái hạn nó cũng còn xa, cái hạn này thì nó tới năm 2022 lận thôi các chị ha. Chị hay uống collagen viên, em có collagen viên nha chị Mimi ơi. Collagen viên của Natural Way á, là 500 ngàn một hộp, hai hộp là 900 rưỡi đó. Chị Võ Hồ Mỹ Phương lấy em hai chai collagen, chốt cho Võ Hồ Mỹ Phương hai chai hai hai hộp ha, hai hộp hay hai chai, có nghĩa là một hộp như vậy nó có hai chai bên trong, một hộp như vậy nè là 730, còn hai hộp thì giá là 1,4 triệu, hai hộp thì giá là 1,4 triệu nha các chị nha, hai hộp giá 1,4 triệu, rất là dễ uống, không có hôi, không có tanh, không có khó gì hết, nó chỉ có hơi chua chua thôi, nó chỉ có hơi chua chua thôi. Đồ của chị Huyền Thu là trong đợt hàng hình như mới đây đúng không, mới đây khoảng tầm một tuần, khoảng tầm một tuần nữa nha chị Huyền Thu ơi. Em không nhớ, nếu mà đợt trước á, nếu mà đợt trước á thì về rồi có rồi, nhưng mà nếu mà đợt này á thì một tuần nữa. Cái này á một ngày mình dùng là 28 ml, một chai như vậy là có 200 ml nha các chị nha, một chai như vậy có 200 ml. Thuê người đóng hàng cho đỡ bận em. Ở bên đây không thuê nổi, mình ở Việt Nam á thì mình thuê người giúp việc nó dễ dàng hơn. Ở bên đây á nhiều người lắm nhưng mà mình không thuê nổi. À một hộp, lấy cho chị Võ Hồ Mỹ Phương một hộp nha. Một hộp hai chai là 720 ngàn hộp. Chốt cho chị Võ Hồ Mỹ Phương hộp, cho em xin số điện thoại. Cái chị biết sao, có nhiều nhà họ là chẳng hạn như là mỗi mỗi cái nhà sẽ mang lại một cái lương khác nhau, chẳng hạn như bác sĩ gia đình khác, bác sĩ specialist khác,
họ sẽ có một cái lương khác nhau. Bác sĩ hoặc y tá hoặc là kế toán này nọ, họ làm rất là nhiều tiền mà họ cũng không đủ, chưa nổi để họ thuê người làm nữa. Ở bên đây họ người làm rất là mắc tiền, nó rất là đắt. Hầu như ở bên đây việc nhà hay này nọ làm mọi người đều phải tự tay mình làm hết. Nếu mà có ông bà thì còn đỡ, hay là gia đình ở chung thì còn đỡ, còn nếu mà không có ai ở chung thì phải tự mình làm hết, không thể thuê nổi. Bây giờ em có muốn thuê người mua hàng thì em phải là tự người đi mua quần áo, em cũng phải tự phải đi chọn rồi mua hàng, mình phải canh những cái món hàng, cũng không thuê người khác đi được, mà cũng không có tiền nổi để mà mình thuê người ta nữa, cho nên cái gì mình cũng phải làm hết. Chị Mỹ Phương nhắn cho em trong tin nhắn là được ha, nhắn cho em trong tin nhắn là được. Rồi chị Nguyễn Thị Thu Vân lấy hai hộp collagen này nha. Thank you chị Nguyễn Thị Thu Vân nè. Một hộp dùm ba lo, cái hộp này là một hộp, có một hộp của nó là 200ml, hai hộp là 400ml, một ngày mình dùng là 28ml. Chốt cho chị Diễm Phạm hai hộp collagen ha. Con chị cũng đang học ở Melbourne. Dạ đúng rồi. Em thì ở Sydney, còn thường thường á du học sinh á ở Melbourne nhiều lắm. Du học sinh của Melbourne nhiều lắm. Đó là cái collagen này. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn nha. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn cái collagen nước này ha. Cái collagen nước ở trên tay em đang cầm nha các chị nha. Cái chai làm xinh mà đẹp dễ thương. Hên là order về sớm, cứ tưởng là phải thứ ba thứ tư mới có, nhưng mà cái này người ta vào sớm, được có sớm. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn là cái collagen nước ha. Chị Mimi lấy cái loại viên thì chị lấy cái loại viên uống này, một hộp là 60 viên á, thì giá của nó là 500.000 một hộp. Quyên ơi, canxi cho bé có sẵn ở Việt Nam không em? Canxi cho bé có sẵn ở Việt Nam, canxi cho bé hình như là có, hình như là có đó, hình như là có chị Diệp Xu ơi. Có gì chị Diệp Xu nhắn cho em trong tin nhắn đi, hình như là có đó. Thì cái này là cái collagen viên ha, của thương hiệu Natural Way, nó là của Úc sản xuất luôn. Một hộp như vậy là có 60 viên. Nó còn thêm được cái thành phần giúp cho mình trắng da nữa, chống lão hóa da, nhưng mà giúp cho bật cái tông da của mình lên toàn thân luôn. Thì một hộp collagen viên uống giá là 500 một hộp. Các chị lấy hai hộp thì giá là 950 nha các chị nha. Hai hộp thì giá là 950, còn một hộp là 500. Một hộp là 500 ha. Tăng cân á, giúp cho mình tăng cân thì một á là chị Võ Hồ Mỹ Phương lấy cái vitamin tổng hợp, bổ sung đầy đủ vitamin khoáng chất luôn. Uống cái đó cho nó khỏe. Thứ hai nữa là phải uống sữa. Uống sữa tăng cân. Một là uống sữa Enso, hai là uống sữa A2 Full Cream. Nó là sữa tươi nguyên kem ở Úc của mình nha. Sữa tươi nguyên kem ở Úc của mình ha. Chị nào lấy cái này thì các chị nhắn nha, để ngày mai. Lâu lắm rồi em không có boss hình, đúng rồi, mới boss giỏ sách mà. Lâu lắm rồi không có boss cái hình gì để lên live bán hết. Ngày mai boss cái đó. Còn cái hũ vitamin E á, là cái hộp này nè. Vitamin E của Healthy Care. Một hộp có 200 viên, giá là 550.000 một hộp nha. Chúc cho chị Nguyễn Thủy một lọ vitamin E nè. Thank you chị Nguyễn Thủy. Collagen số trong một phía sau bao nhiêu chị? 950. Collagen này có tốt hơn collagen hộp 7 lọ. Chị Kim Ánh hỏi cái hộp 7 lọ mà của Natural Way, của Healthy Care. Cái đó, chiếc collagen này nước là cái công dụng của nó giống nhau. Cái công dụng của nó là giống nhau. Chốt cho chị lọ collagen nước, chốt cho chị Mimi một hộp nha. Chốt cho chị Mimi một hộp, chị Mimi cho em xin số điện thoại. Chị Mimi cho em xin số điện thoại nha, chốt cho chị Mimi một hộp collagen nước. Vitamin 50 tuổi cho nam hay là cho nữ, dưới 50 hay là trên 50 nha chị Phạm Hà ơi. Giá là 500.000 một hộp ha. Nhưng mà 500.000 thì em chỉ còn một số một ít ở nhà thôi. Là bán hết ở nhà thì không có còn giá 500 nữa. Hồi nãy chị gì Trần Hà hỏi vitamin E thì cái hộp này là cái hộp vitamin E ha, giúp cho tim mạch, rất tốt cho tim mạch, cho toàn bộ sức khỏe của mình nó dẻo dai và rất là đẹp cho da. Thì chị nào lấy vitamin E thì các chị nhắn 200 viên, giá là 550 một hộp nha.
Collagen 950 loại gì cho chị xem. Áo đẹp Quyên có bán không? Không có chị Thủy Tiên ơi. Không có. Collagen 950 á. Để em lấy cho các chị coi ha. Là cái hộp này là nó là cái viên. Nó thương hiệu của nó là Springleaf. Cái Springleaf 6 trong 1 ha. Cái hộp này em lấy là cái hộp lớn. Cái hộp này em lấy là cái hộp bự nha. Một hộp như vậy là có 180 viên. Chị Phạm Hà đợi em tí xíu. Một hộp như vậy tới 180 viên. Ở Úc của mình không giống như Mỹ. Ở Mỹ họ làm ra một cái hộp mà vitamin C hay hộp collagen hay hộp dầu cá hay hộp gì 400-500 viên một hộp. Collagen 300 viên, 400 viên hộp. Nhưng mà riêng đặc biệt ở Úc họ không làm cái số lượng viên nó lớn giống như vậy. Riêng cái loại collagen, cái collagen 180 viên này tương đối là lớn nhất rồi. Đây là collagen viên 6 trong 1 ha các chị ha. Nó là collagen viên 6 trong 1. Cái này là viên uống chống lão hóa da, tăng độ trẻ trung cho da, tăng cái đàn hồi cho da, giúp cho da của mình bóng. Collagen 950 ha. Cái này không có ở Việt Nam đâu. Cái này em chưa có gửi về, cho nên các chị phải chờ hàng về. Phục hồi cho da của mình, tái tạo cho da, tạo cái độ bóng cho da của mình ha. Rồi nó dưỡng ẩm. Cái này nó sẽ cải thiện cái sự xuất hiện của sạm nám, tàn nhang và những cái sắc tố đen cho da của mình, xuất hiện cái lão hóa đó, chống lại, cải thiện cho cái sự lão hóa cho mình đó. Rồi cái đàn hồi cho da của mình ha, giúp cho da của mình săn chắc, trẻ trung. Nó là 6 trong 1 từ những cái thành phần quý hiếm nó nằm ở trong đây. Thì nó có cái tinh dầu hạt lanh 150mg. Nó có tinh dầu hoa anh thảo 100mg. Nó có zinc là kẽm ha, amino acid ở trong này. Nó có collagen. Đó là cái 6 trong 1 lysine. Những cái thành phần hòa lại của 6 trong 1 nha các chị nha. Cái này là 950 chứ không phải là 900. 950.000 một hộp. Một hộp có 180 viên. Những cái tinh chất 6 trong 1 mà tinh chất mà good nhất. Rồi tinh dầu hạt nho. Nó là cái tinh dầu hạt nho trong này. Rồi lysine, collagen. Cải thiện rõ rệt cho da của mình luôn. Thì chị nào lấy cái hộp này thì các chị nhắn 6 trong 1. Giá là 950 một hộp. Hộp này là hộp lớn. Một hộp nó là 180 viên lượng nha các chị nha. Chốt cho chị Vũ Thị Ngọc Hằng một hộp collagen viên 6 trong 1 950 nha. Thank you chị Vũ Thị Ngọc Hằng. Chị Mimi lấy một collagen 950 ha. Số điện thoại là 887. Thank you chị Mimi. Chị lấy cho em bộ collagen 6 trong 1 nè. Chốt cho chị Nguyễn Thủy cái loại collagen 6 trong 1 với lại một cái vitamin E 550 nè. Với lại vitamin C. Vitamin C thì chị lấy cái viên nhai vitamin C của cái Go hay là của này hạn sử dụng năm 2023 lần nha các 2022 sorry, ngày 12 tháng 8 năm 2022. Của vitamin C là viên của Healthy Care thì một hộp có bao nhiêu viên ta? 500 viên. Một hộp có 500 viên á. Giá là 600 một hộp. Nếu mà chị Nguyễn Thủy lấy vitamin C. Còn vitamin C của Go á 600 một hộp luôn nhưng mà 200 viên. Chị lấy cái loại nào thì chị nhắn nha. Một ngày uống mấy viên. Chị Nguyễn Thị Xuân Thúy nè. Một cái collagen này thì dùng cho người lớn nha. Mỗi ngày uống từ 1 cho tới 2 viên vào ban ngày. Mỗi ngày mình uống từ 1 cho tới 2 viên vào ban ngày nha chị Nguyễn Thị Xuân Thủy ha. Từ sáng tới tối. Cùng hẹn với nhau đi chị. Cùng hãng là chị lấy cái Healthy Care. Rồi chốt cho chị Nguyễn Thị vitamin C của Healthy Care. Một hộp 500 viên giá là 600 một hộp đó. Nha Nhung nha. Vitamin C của Healthy Care nha Nhung. Viên nhà vitamin C. Quyên cho chị xem bình giữ nhiệt nè. Ok chị Nguyễn Thủy, kem đen và kem Himalaya hộp nào trị đốm nâu tốt hơn em? Nếu mà chị Hiền Trần á. Nếu mà chị lấy cái đốm nâu á. Thì chị lấy cái kem Himalaya á. Nếu mà tốt nhất luôn á thì chị lấy nguyên một bộ, nó có serum với kem mà 950 á. Còn không, nếu mà chị không muốn xài serum, chị xài kem không thì chị xài. Đó là cái bộ này, chị lấy cái bộ này. Cái này nó cũng giúp cho da mình trắng sáng. Thì chị Ái Hiền lấy cái bộ này nè. Chị Ái Hiền lấy cái bộ này nè nha. Cái hộp kem này không á thì 500.000 một hộp. Một bộ như vậy là 950, serum thiên nga trắng cộng với hộp kem Himalaya.
thì chị ấy Hiền lấy cái bộ này, hoặc là chị Hiền lấy cái hộp kem Lanoper này ha. Hộp này thì giá 500 một hộp, chị lấy cái loại này. Đổi cho mình hộp collagen nước, lấy collagen 6 trong 1 nè. Chốt cho chị vỏ Hồ Mỹ Phương, xả cho chị vỏ Hồ Mỹ Phương cái collagen nước, lấy cho chị cái collagen viên 6 trong 1 của Springleaf nha. Chốt cho chị cái này ha. Chị Mỹ Phương cái này nha Nhung nha. Giá là 950 một hộp. Trời, tự nhiên cái bỏ tay lên, trời hồi nãy xức cái kem trứng cá lên, tự nhiên bỏ tay lên thơm. Một ngày mình uống từ 1 cho tới 2 viên nha các chị nha. Cái này thì mỗi ngày mình uống từ 1 cho tới 2 viên. Rồi. Xem cho các chị cái bịch này. Em qua cái sản phẩm, à cho chị Nguyễn Thủy coi cái bình giữ nhiệt ha. Bình giữ nhiệt á là ở đây em còn màu hồng với lại màu tím. Bình giữ nhiệt này thì em còn có máy xét thôi nha. Em còn có máy xét thôi, chị nào muốn lấy thì các chị nhắn. Đổi cho chị coi là trên nước lấy riêng sao cho ngộ. Giờ cái chị đổi hết trơn vậy. Chị Dương Ngọc Kim đổi collagen nước lấy cái hộp collagen viên 6 trong 1 nha. Ok chị Dương Ngọc Kim ha. Rồi, cái này là cái giữ nhiệt nha các chị nha. Cái này là cái bình cái bình giữ nhiệt của Contigo, nó là của Mỹ. Thì cái bình cái set này nó sẽ có hai bình, một bình màu hồng lợt và một bình màu hồng đậm hơn, và nó có thêm một màu nữa, đó là cái màu tím nha các chị nha. Thì một bên tím đậm hơn, một bên cũng là tím lợt hơn ha. Thì một set như vậy có 700 thôi. À, chị Phạm Hà cho xem gì em quên rồi, khoan từ từ. Khoan từ từ nha. Chị Phạm Hà xem cái sản phẩm gì em quên. Rồi, để em lấy vitamin tổng hợp cho nữ cho chị, đợi em một tí xíu. Nếu các chị muốn lấy riêng á, một set như vậy là 700 ha. Nếu các chị lấy riêng một cái á, thì một cái như vậy là 380. Một bình riêng á là 380. Còn các chị lấy một set hai cái như vậy á, thì giá là 700 cho hai cái. Các chị có thể chọn ha. Một bình này nó gần 600ml. Nó là 591ml. Thì cho là 600ml đi ha. Cho là 600ml. Các chị có thể chọn cái này. Vậy chị còn một set collagen nước và một collagen 6 trong 1 viên nha em. Rồi Nhung ơi, Nhung chốt cho chị Dương Ngọc Kim là một set collagen nước và một hộp collagen 6 trong 1 nha Nhung nha. Chốt cho chị Dương Ngọc Kim giống như vậy ha. À, lấy cho em một hộp collagen 6 trong 1 nè. Chốt cho chị Loan Trần một hộp collagen 6 trong 1 nha. Thank you chị Loan Trần. Còn cái set giữ nhiệt, chị Vũ thì Ngọc Hằng màu set màu hồng hay màu tím? Cái này là màu tím ha, còn cái này là màu hồng. Chị Vũ thì Ngọc Hằng nhắn giùm em là màu hồng hay màu tím. Cho xem viên uống vitamin E. Ủa em mới vừa lấy viên uống vitamin E đó, chị Hạnh Trần không có thấy hả? Đây nè, màu hồng với màu tím. Chị đã lấy cái này thì các chị nhắn nha. Không có quai sách. Không có quai sách, chị Nguyễn Thủy ơi. Không có quai sách. Cái này thì nó là cái bình như vậy thôi. Nó là cái bình như vậy thôi ha. Khi mà mình mở ra nó là chày nha. Đó, cái nắp nó dính vô trong này luôn. Cái nắp dính vô trong này luôn. Không có cái quai sách đâu nha chị Nguyễn Thủy nha. Này thì mình phải cầm. Rồi. Chị Vũ Thị Ngọc Hằng nhắn giùm em là màu tím hay là màu hồng, để em chốt cho chị đúng cái màu mà mình thích. Chị Lê Thanh Nguyễn Thị, một set bình giữ nhiệt màu tím, số điện thoại là 965 nha. Thank you chị Lê Thanh Nguyễn Thị. Chị Vũ Thị Ngọc Hằng một set màu tím luôn. Ok chị Vũ Thị Ngọc Hằng nha. Set màu tím ha. Set màu tím còn 2 set, 2 chị chốt hết rồi đó. Chị Hạnh Trần mới vô lại, em lấy lên lại cho chị coi rồi em lấy cái kia cho. Lấy lên lại cho chị coi cái này. Đây là cái set Healthy Care Vitamin E 500 AU, một hộp có 200 viên, giá là 550.000 một hộp nha chị Hạnh Trần ơi. Lấy cho chị hộp collagen 6 trong 1. Chốt cho chị Bùi Thuận hộp collagen 6 trong 1 ha, số điện thoại là 651 rồi. Thank you chị Bùi Thuận nè. Một chị Hạnh Trần coi cái này nha.
Rồi, chị Phạm Hà coi cái này vitamin tổng hợp, cái này là Centrum cho nữ dưới 50 tuổi nè. Cái 50 cộng là cho nữ trên 50 tuổi. Đây là một loại vitamin tổng hợp nha các chị nha. À, đây là một cái loại vitamin tổng hợp. Chị Nguyễn Sương lấy chị 6 trong 1 một hộp. Chốt cho chị Nguyễn Sương cái collagen 6 trong 1 một hộp nha. Thank you chị Nguyễn Sương. Chị có kem nhau thoa cừu không? Kem nhau thoa cừu có nha chị Trên. Trên Nguyễn. Sụn cá mập nội địa của Úc có healthy care 550 hộp để em lấy cho. Bữa nay cái mẫu mới luôn. Healthy care bữa nay có cái mẫu mới luôn. Hộp này là một hộp có 90 viên. Một hộp như vậy có 90 viên. Đây là một loại vitamin tổng hợp cho sức khỏe của mình rất là tốt. Tại vì mỗi ngày mình ăn chất không có cung cấp cho mình đầy đủ cái chất cho cơ thể của mình. Thì cái loại này nó cung cấp cho mình đầy đủ luôn. Kẽm, sắt nè, canxi nè, để mình không có bị thiếu hụt một chất gì hết. Folic nè, magie nè, rồi tất cả những cái loại vitamin gọi là từ A cho tới Z ha các chị ha, từ A cho tới Z. Thì nó tốt cho cả não, cả tim mạch, cả mắt, cả tim mạch, đủ cho cái cơ thể của mình luôn. Nó có vitamin D, nó có kẽm, nó có canxi, vitamin A, C, E ha, zinc C, rồi biotin cho tóc đầy đủ luôn. Thì một hộp như vậy á là mỗi ngày mình một viên one a day. Thì cái này em chỉ còn một vài hộp ở nhà thôi. Giá là 500 ngàn một hộp ha. Giá là 500 ngàn một hộp. Các chị có thể lấy cho mình uống và cho ông xã mình uống. Ngoài những cái mà đẹp da, chống sạm, chống nhăn da, đây là một loại mà vitamin tổng hợp tốt nhất cho phụ nữ và cho nam giới, cả trẻ tuổi và cả lớn tuổi luôn. Khi mà mình uống cái này nó sẽ cung cấp đầy đủ chất, không có làm thiếu hụt cho chất trong cái cơ thể của mình. Tại vì khi mà mình ăn uống hoặc là mỗi ngày á, mình không có biết được trong cơ thể của mình thiếu cái chất gì á, thì cái hộp này nó sẽ cung cấp đầy đủ từ A tới Z. Khoan ở đây, mỗi ngày một viên. Đây là một loại tốt nhất cho sức khỏe. Nếu mà các chị có ba mẹ lớn tuổi một tí xíu á, các chị mua cái này cho ba mẹ mình xài. Hoặc là mình từ phụ nữ khoảng tầm từ 18 tuổi trở lên thì các chị xài cái dưới 50 được rồi, hoặc là từ trên 50 nha các chị nha. Chị Hoàng Nguyễn có số điện thoại là 731, lấy một hộp collagen 6 trong 1 950 ha. Chốt cho chị Hoàng Nguyễn một hộp nha. Thank you chị Hoàng Nguyễn nè. Mấy chị đừng xả collagen nước loại này, mấy chị dùng một tuần là có hiệu quả da sáng và bóng đó. Mấy chị loại này có hiệu quả đó, nhưng khi mở nắp hộp thì mình phải bảo quản và vào trong tủ lạnh. Rồi, thank you chị Ngân Huỳnh rất là nhiều cho cái feedback của cái collagen nước. Thì cái này á, tại vì em mới lấy về cũng là cái sản phẩm đầu tiên, em chưa có sử dụng qua, nhưng mà mỗi ngày em sẽ duy trì nó khoảng tầm từ 1 tuần cho tới 2 tuần thì để cho mình cảm nhận lại được cái hiệu quả của nó. Nếu mà chị nào đã biết rồi, sử dụng cái collagen này rồi thì chắc chắn là các chị sẽ chốt, là em biết cái điều đó luôn. Rồi khách của mình cũng chờ từ hồi hôm bữa giờ rồi. Còn thứ hai nữa đó là mình chưa có sử dụng qua, thì các chị có thể chờ 1 cho tới 2 tuần em xài nó, rồi em sẽ like lại cho thêm cho các chị một lần nữa để cái cảm nhận được chính xác cái công dụng của nó, em sẽ sell lại cho các chị. Nhưng mà chị Ngân Huỳnh đã xài qua rồi á, thì chị Ngân Huỳnh là khách của mình á, xài rất rất là nhiều loại rồi, thì ít có khi mà chị Ngân Huỳnh cho một cái feedback để cho các chị cảm nhận được cái collagen này, tại vì chị đã sử dụng qua rồi á, cho nên á nếu mà chị đã cho cái feedback này rồi thì chắc chắn là cái loại collagen này nó rất là good, mang lại cho các chị theo cái lời chị nói đó, là cái bảo đảm của cái feedback của chị. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Chị Phạm Hà lấy một hộp ha. 50 tuổi ha, 50 tuổi trở lên nè. Chốt cho chị Phạm Hà một hộp nha. Số điện thoại là 779. Chị Nguyễn Kim mình lấy collagen, chị Nguyễn Kim lấy collagen nước hay là collagen viên, chị Nguyễn Kim nhắn lại giùm em nha để em chốt cho các chị nha. Rồi, không những là cho nữ mà còn cho nam
của mình nữa ha. Nam dưới 50 tuổi và nam trên 50 tuổi. Khi mà mình uống thì các chị lấy một bộ cho ông xã mình một hộp và cho mình một hộp. Hoặc các chị mua cho mẹ một hộp thì các chị mua cho ba một hộp. Đàn ông cái thể chất cũng không phải là đàn ông thì lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng mà sức khỏe của mỗi người sẽ có một cái sức khỏe khác nhau. Thì đàn ông họ cũng cần đủ chất, cung cấp đủ chất mỗi ngày giống như mình như vậy. Thực chất đàn ông thì phải cần cho cái hộp này hơn là phụ nữ của mình nữa. Thì chị nào lấy cho 50 cộng trở lên cho nam á thì các chị lấy cái này. 50 dưới 50 thì nè, cái hũ của ông xã em muốn nè. Ông xã em là 37 tuổi thì ông uống dưới 50 thôi. Mỗi ngày đều uống một viên hết. Uống được hơn nửa hộp. Uống được hơn nửa hộp. Đó, mỗi ngày một viên, cái viên ở bên trong nó là cái viên cứng như vậy hả các chị ha. Thì mỗi ngày mình uống một viên, mình uống lúc nào cũng được nha các chị nha. Thì vitamin tổng hợp cho nam cũng giá là 500 một hộp ha. Chị nào lấy thì các chị nhắn. Chị Nguyễn Kim cho mình collagen. Chốt cho chị Nguyễn Kim một hộp collagen nước nha. Chị Nguyễn Kim cho em xin số điện thoại ha. Chốt cho chị Nguyễn Kim một hộp nè. Tại vì chị Nguyễn Kim em không có cái avatar nhìn lạ đó, cho nên em không biết là mới hay cũ á. Nếu mà mới thì cho em xin số điện thoại nha chị Nguyễn Kim ơi. Một hộp collagen nước. Chị Thúy Phụng số điện thoại là 663 lấy một hộp. Cho lấy một hộp dưới 50 đó em. Chị Thúy Phụng nam hay là nữ nha. Chị Thúy Phụng ơi, nhắn giùm em là dưới 50 tuổi nhưng mà là nam hay là nữ nha chị nha. Áo em mà không có bán chị Lan Thùy ơi. Bữa sau chắc không dám mặc nữa luôn. Có loại nào uống chung với loại tổng hợp không? Em, chị Phạm Hà phải loại nào nhưng mà phải là cái công dụng gì? Loại nào nhưng mà phải là cái công dụng gì nha chị Phạm Hà ơi. Rồi chị Bùi Thuận lấy một hộp vitamin C tổng hợp dưới 50 nữ nha chị. Nữ hay là nữ? Khoan, các chị nhắn là trên 50 hay là dưới 50. Nhưng mà các chị nhắn giùm em là chữ nam hay là chữ nữ nha các chị nha. Chữ nam hay là nữ? Nữ trên 50 hoặc là nữ dưới 50. Nam trên 50 và nam dưới 50. Để em chốt cho nó chính xác cái vitamin tổng hợp này. Nó hơi rối một tí xíu. Nhưng mà các chị cứ nhắn là nữ dưới 50 hoặc là nữ trên 50. Nam dưới 50 hoặc là nam trên 50 dùm em nha. Rồi, thank you số điện thoại của chị Nguyễn Kim nè. Nữ nghe em, chị Thúy Phụng nè. Chốt cho chị Thúy Phụng là một hộp nữ dưới 50 tuổi nha Nhung nha. Một hộp nữ dưới 50 tuổi ha. Thank you chị Thúy Phụng. Chị Bùi Thuận là cho chị một hộp vitamin tổng hợp dưới 50 nữa nha. Chị Bùi Thuận là nữ. Lấy cho chị Bùi Thuận một hộp vitamin tổng hợp cho nữ dưới 50 ha. Thank you chị. Em không thích uống cho nên và nhai cái Centrum Kit của con em được không chị? Chị Thu Hiền được. Được nha chị nha. Rồi, ok, chị Thúy Phụng nè. Sáu có bộ thận không sáu? Nè, chị Lâm Lâm ơi, có thuốc bộ thận nha. Có bộ thận ha, bộ thận của Vitatree. Bộ thận Vitatree một hộp. Ở bên mình á, thì em bán cái loại 100 viên á. Thì em bán cái loại 100 viên. Giá là 1,1 triệu một hộp thuốc bộ thận. Chị nào muốn lấy bộ thận thì các chị nhắn cái bộ thận của Vitatree giá là 1,1 triệu. Không biết nó nằm ở đâu rồi, để em lấy cho các chị, không biết nó nằm ở chỗ nào rồi. Chị có bán vitamin C uống không? À, có bán vitamin C uống không em? Vitamin C á, thì em bán nó là cái viên nhai á nha chị Mimi ơi. Cái hộp vitamin C nó là cái viên nhai của Healthy Care. Để em kiếm thuốc bộ thận.
thuốc bổ thận không biết em có bán á, một hộp 100 viên của Vitatree, cái hộp màu xanh xanh á, mà không biết là để ở chỗ nào rồi. Bây giờ em kiếm không có ra cái hộp thuốc bổ thận nữa. Có mua về nhà để ở đây nè, để các chị hỏi thì có, tại vì có nhiều chị đặt ở trong tin nhắn á, em có bán loại đó mà không biết nó nằm ở chỗ nào để cho các chị coi cái hộp thuốc bổ thận nữa. Rồi, thuốc bổ thận là nam nữ dùng được bình thường, nam và nữ dùng được nha. Uống đẹp da và cho điều hòa kinh nguyệt á, thì chị Phạm Hà lấy tinh dầu hoa anh thảo. Uống đẹp da và điều hòa kinh nguyệt thì chị uống tinh dầu hoa anh thảo nha. Cái hộp tinh dầu hoa anh thảo em mới vừa cầm lên cho các chị coi á, thì chị Phạm lấy cái này nè. Chị Nguyễn Thị Xuân Thị chốt cho chị một hộp nam 50 cộng nha Quyên. Chốt cho chị Nguyễn Thị Xuân Thí một hộp vitamin tổng hợp nam 50 cộng nha. Giá 500 một hộp, thank you chị Xuân Thúy. Chị Phạm Hà uống cái này. Đây là đẹp da ha, cho tốt cho não bộ, cho mắt, cho da của mình không có bị khô da. Nội tiết tố cho phụ nữ, chống khô âm đạo, điều hòa kinh nguyệt, giảm đau kinh nguyệt khi mà mình tới, làm cho cơ thể của mình thoải mái, không có khó chịu. Đó, giảm mụn. Thì tất cả những cái nội tiết tố cho phụ nữ thì chị phải uống cái hộp tinh dầu hoa anh thảo này. Thì chị Phạm Dung lấy cái chị Phạm Hà lấy cái hộp này nha. Một hộp như vậy là có 190 viên. Thương hiệu đó nổi tiếng nhất của cái hộp tinh dầu hoa anh thảo Blackmore. Giá là 560.000 một hộp nha chị nha. Còn này là vitamin C á, thì nếu mà các chị cần cái vitamin C thì các chị lấy cái này, hộp vitamin C 500 mg, bổ sung một hộp như vậy là tới 500 viên lận. Cái này thì cho người lớn của mình dùng là mỗi ngày mình dùng 2 viên nha các chị nha. Mỗi ngày mình dùng 2 viên. Nó là cái viên nhai, nó thơm thơm, ngọt ngọt thanh thanh, nó hơi hơi chua chua. Thì một hộp như vậy là 500 viên, hạn sử dụng của nó tới tháng 3 năm 2023 lận. Cái này mình dùng cả gia đình luôn. Giá là 600.000 một hộp vitamin C. Chị nào cần vitamin C thì các chị nhắn cái này. Có gì xài cho tăng vòng 1 á, thì hôm trước em có bán một cái set là một cái tư vấn sụn đi chị, đợi chị Kim Hiền đợi em tí xíu. Một cái bôi nâng ngực, cái đó hơi bị hay. Nó còn cái set có hai chai, một là bôi nâng ngực, còn cái kia là tan mỡ bụng. Là vòng 2 thì nhỏ xuống mà vòng 1 thì bự lên á. Thì thì cái set đó thì em còn có một set nè, giá là 700.000 một set cho chị Nguyễn Sương rồi. Thì chứ em không có cái tăng vòng 1 không. Em không có bán cái viên uống. Cái viên uống order không ra, order không có. Chị Thanh My Nguyễn lấy một hộp tinh dầu hoa anh thảo nha. Chốt cho chị Thanh My Nguyễn một hộp, thank you chị. Để từ từ em chạy ra em lấy cái sụn cảm mập cho các chị không. Các chị có biết cái chai ở, em không, chắc là hàng nhập ở Việt Nam chắc cũng có cái chai này đúng không? Cái chai này là cái chai Vodka Cruiser. Thì cái này nó có nhiều cái vị lắm. Nó là raspberry. Cái này thì em không có bán, tại vì nó là bằng sành như vậy, ship về Việt Nam không có được, là thứ nhất. Thứ hai nữa thì cái giá thành nó rất là đắt. Nhưng mà em thường hay uống cái chai này. Đó là một cái loại rượu trái cây, có nghĩa là vodka, nhưng mà ở trong này nó có nhiều cái hương vị. Mình uống thì cái vị nó hơi chua chua, không có phải chua. Mỗi cái vị nó sẽ có cái mùi khác nhau, nhưng mà nó không có bị đắng, không có gì giống như rượu hết. Rất là ngon. Nếu mà uống một hai chai á, thì bình thường. Nhưng mà cái này uống khoảng tầm 4-5 chai là nó cũng say. Tại vì nó là tới 4,6% alcohol. Nó cũng như là cái chai bia, nó còn nặng hơn cái chai bia của mình nữa. Nhưng mà em thì em uống được rất là nhiều chai này. Tại vì bia muốn cũng được. Cho nên mỗi tối em đều uống cái chai này hết. Nhưng mà cái chai này thì không có mang lại bán lại cho các chị được. Tại vì em không có gửi về Việt Nam được cái chai này. Cho nên giờ lên đây cho các chị coi, em không biết là ở Việt Nam của mình có cái chai vodka cruiser này không nữa. Các chị nào đã uống qua cái chai vodka này chưa? Nó là cái chai rượu trái cây, nó không có mùi rượu, nó không có cái mùi gì làm cho mình khó chịu, rất là dễ uống. Nhưng mà nó là alcohol, mình uống thì mình có thể say giống như là chai bia. Thì mỗi tối á, thường thường em ăn cơm rất dễ. Xong xuôi hết là hai vợ chồng em cũng 8, có khi 8-9 giờ tối mới ăn cơm. Thì ăn cơm thì ông xã em làm chai Corona nhỏ, còn em làm chai này.
Có viên hầu dành cho nam nha chị Hạnh Trần ơi, giá là 430 ngàn một hộp á. Hồi nãy còn một một miếng cho nên lấy cái này uống rất ngon. Thì em suy nghĩ lúc mà mình về ước gì mình mang được cái chai này về, nhưng mà cái vận chuyển của nó rất là khó. Để mình có cái tiệc á thì mời các chị, nhưng mà không có mang về cái chai này được. Cho nên chị giơ lên cho các chị coi ở đây thôi. Tư vấn sụn đi để em lấy sụn. Còn thuốc sáng da thì chị Long Long uống collagen. Chị Long Long uống collagen Natural Way, giúp cho nâng cái tông da của mình lên, chống lão hóa, làm đẹp da. Thì một hộp collagen Natural Way sáng da như vậy á thì giá là 500 ngàn một hộp. Chị Long Long có lấy là chị Long Long lấy cái này nha. Có lai nước hoa Hồng Nguyên, nước hoa đợi em một tí xíu. Việt Nam của mình có hả chị Ngọc Dung Trần? Vậy là cái đó, vậy là hàng nhập á. Em nghĩ cái này họ nhập thì chắc họ phải nhập theo cái container, chắc là phải nhập theo, không phải là hàng xách tay mà phải nhập theo cái nguyên cái container, nguyên cái pallet. Em nghĩ chắc là vậy quá mới mới nhập được, còn hàng xách tay thì khó lắm, không 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 có không có ai cái đó nổi. Bảy trăm ngàn set chị Nguyễn Sương, để em lấy cho chị coi cái này nè, collagen trắng da 500 ngàn một hộp, một hộp có 60 viên nha chị Long Long ơi, hai hộp thì 950, còn một hộp giá là 500 nha. Lấy sụn cá mập cho chị kia chờ, lấy cho chị Nguyễn Sương coi cái set đó luôn. Tại vì bây giờ nhiều đồ quá, một cái phòng này em không có nói. Chị Nguyễn Sương nè, cái set này á nó làm nó không phải, nó có hai tiếp. Em vừa tính còn tiếp này em tính để xài nè. Không có ai mua là để xài. Bữa mua về mấy set bán hết rồi, còn có một set một thôi. Một tiếp á là nó cho cái tummy tuck, và tummy á là cho cái bụng của mình tan mỡ bụng ha. Một tiếp có 50 bill. Cái hiệu này là một cái hiệu rất là đắt tiền, Freezer Frame. Thì một cái là cho nở ngực và một tiếp bôi nở ngực và một tiếp bôi tan mỡ bụng nha chị nha. Giá là 700 ngàn một set ha, một set có hai tiếp. Đó là cái hộp này là em còn có một set đó thôi, không có bán lẻ. Có nhiều chị muốn tăng 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 cái vòng một, không muốn mở bụng, mà có nhiều chị muốn mở bụng không muốn tăng vòng một, tại vì nếu mà vòng một bự rồi thì không có cần tăng nữa. Nhưng mà cái đó nó lại là một set ha. Bán mình chai tan mỡ bụng đi, chai tan mỡ bụng. Em nhớ ngày hôm trước ở Việt Nam á, có một chị mua một cái nở ngực, một cái tan mỡ bụng, mà không biết cái đơn đó không biết làm sao mà Nhung ơi, cái tan mỡ bụng còn ở Việt Nam của cái chị gì lấy hôm trước mà không biết làm sao mà còn cái chai tan mỡ bụng. Nếu mà không có chốt cho, không có gửi được cho cái khách đó thì gửi cho chị Nguyễn Kim Chi, sorry chị Nguyễn Kim cái tan mỡ bụng nè. Còn này là cái sụn cá mập nè, sụn cá mập mẫu mới em mới vừa lấy về luôn. Một set đi cho chị Thùy Trang. Có hoa nghệ tây không bạn? Nhị hoa nghệ tây em có. Có loại chị sẹo thâm không em? Chị sẹo thì chị sẹo sẹo hay là thâm? Thâm là phải riêng của thâm, còn sẹo là riêng của thẹo. Chị Thùy Trang lấy cái set đó ha, chốt cho chị Thùy Trang cái set đó, giá là 700. Khi mà các chị xài cái nở ngực á, các chị nhớ là không được mặc áo ngực chật nha các chị nha. Mặc áo ngực không có gọng là tốt nhất. Ở nhà thì mình không mặc, nếu mà các chị đi làm phải mặc cái áo ngực thiệt là thoải mái. Bên mình á em chỉ bán một loại màu tím của Tây Ban Nha, một hộp 1 gram á, giá là 550 một hộp 1 gram nha. Cái nhụy hoa nghệ tây nó rất là nhiều nhiều hiệu, nhiều loại. Cho mình hỏi collagen công dụng là gì? Collagen công dụng là chống lão hóa da, chống nhăn da, kéo lại cái tuổi thanh xuân, cho mình làm đẹp da, căng mịn da nha chị nha.
Đó là cái công dụng riêng đặc biệt của collagen ha, rồi chống lại những cái xuất hiện của cái dấu hiệu lão hóa, cải thiện cái đàn hồi cho cái da của phụ nữ của mình. Đây là cái hộp sụn cá mập ha, thì em mua một thùng sụn cá mập hồi trước, các chị nhớ cái mẫu nó là màu xanh, còn cái này là mẫu mới, cái này là mẫu mới họ sẽ đổi thành cái màu hồng, cái màu xanh là cái mẫu cũ ha, bây giờ là cái mẫu mới, màu xanh em bán. Hình như Việt Nam còn một hộp à, còn lại là ở bên này không biết ở ngoài còn hộp nào không hết, nhưng mà cái thùng này em mới vừa lấy về. Một thùng như vậy nó sẽ có là 12 hộp ha. Sụn cá mập bên mình giá là 500. Em gái ơi, chị nhận được chai nước hoa trái tim rồi, thơm lắm. Cảm ơn chị Jessica nha. Thank you chị Jessica nhiều. Cái chai nước hoa tim, cái nước hoa trái tim nó thơm ha. À, đợi chút xíu em lấy cho các chị nước hoa, thì hôm nay không có sale nhiều tại nước hoa nó đang hết đợt special rồi, nó giá nó lại bình thường rồi, cho nên nước hoa thì em chỉ còn một ít ở đây thôi, chút xíu nữa cuối giờ thì em lấy cho các chị nước hoa nha. Cái này là sụn cá mập, thì nếu các chị có người nhà bị đau xương khớp á, sưng viêm đau khớp á, thì các chị lấy cái sụn cá mập ha. Có nhiều chị chân bị đau á, thì đi bác sĩ ở Việt Nam, bác sĩ ở Việt Nam nói mua sụn cá mập uống, thì các chị có tìm tới em để mua cái sụn cá mập. Em bán cho các chị cái sụn healthy care này á, thì nhiều chị sử dụng hoài luôn. Đây là một cái loại giúp cho cái xương khớp của mình á, nó giảm đau ha. Có viêm, có sưng, có đau thì nó giảm, rồi nó tạo cho cái khớp của mình chất nhờn, nó có cái bôi, nó có cái chất để cho tạo nhờn cho cái xương khớp của mình á, nó tạo cái sụn cho xương khớp. Thì một hộp như vậy á là 200 viên cho xương, cho cơ, cho khớp nha các chị nha. Giá là 550.000 một hộp ha. Giá là 550.000 một hộp có 200 viên. Giá là một hộp có 200 viên. Thì chị nào lấy cái này thì các chị nhắn nha. Một loại nữa sụn cá mập của Healthy Care. À sorry, sụn cá mập của Costa. Một hộp là 365 viên. Giá là 800 một hộp. Đó là hai cái loại sụn cá mập ở bên mình. Chị nhờ em hỏi mua giúp chị Thọ, chị sẹo thăm với em gái. Thuốc chị sẹo thăm đúng không? Em mấy bữa em có mua cho khách á. Để chị Mimi nhắn cho em vô trong tin nhắn đi, rồi em gửi cho chị cái giá với vợ cho chị coi cái thuốc chị thẹo xăm nha. Chị sẹo thăm ở ngoài shop, em phải chạy ra ngoài shop, em phải chạy ra ngoài khen đẹp mới được, cho nên chị gửi cho em vô trong tin nhắn nha. Còn này là cái bịch muối ha. Cái này là cái bịch muối nha các chị nha. Bịch muối. Bịch muối này là của hiệu Coi. Coi này hồi trước em có bán cho các chị cái tẩy tế bào chết của Coi nè. Cái đợt về Việt Nam em bán cho các chị nhiều lắm là cái này. Còn cái này là cái bịch muối, mình có hai loại. Một á là muối hồng. Để mình ăn luôn ha, muối hồng để mình ăn. Còn cái muối này là muối để mình tắm. Sụn cá mập là 550 một hộp nha chị Ngọc Ngô ơi. 550.000 một hộp sụn cá mập nha chị Ngọc Ngô nha. Sụn cá mập em mới lấy lên cho các chị đó, nguyên một thùng á. Đó, như vậy. Thì giá là 550 một hộp ha. 550.000 một hộp sụn cá mập. Chị Ngọc Ngô có lấy thì lấy cái đó. Mỗi ngày thì sụn cá mập mỗi ngày uống 2 viên. Thì cái trong cái chất muối hồng này nó là thành phần hoàn toàn tự nhiên, nó là natural hoàn toàn tự nhiên, không có màu nhân tạo, không có chất bảo quản. Lấy cho chị xét tăng vòng một nha Quyên. Tăng vòng một thì cái đó nó có cái một cái tăng vòng một thôi, còn một cái nữa là mỡ bùng. Để em cho các chị coi hai cái loại muối, một là muối hồng để ăn, hai là muối này để tắm. Coi cái này trước rồi em lấy muối hồng. Chị Ngọc Ngô hỏi em là trước khi ăn hay sau khi ăn uống cái sụn cá mập này đúng không? Là adult, là người lớn, mỗi ngày uống từ 2 cho tới 3 viên sau cái bữa ăn của mình. Ăn xong rồi mình uống nha. Chốt cho chị Ngọc Ngô một hộp ha. Chị Ngọc Ngô cho xin số điện thoại nha. Chị Ngọc Ngô một hộp sụn cá mập nha. Sau bữa ăn của mình nha chị nha. Còn cái muối này nó có cái zipper trên này ha. Mình cắt trên đầu này đi. Khi mà mình tắm á, là một cái loại giúp cho cơ thể của mình nó thải độc.
Nếu mà tốt nhất, nếu mà các chị ở nhà mà có bồn tắm, tốt nhất luôn, các chị xả nước bồn tắm ra đúng không, các chị bỏ cái muối hồng này vô bồn tắm đúng không, thì mình sẽ ngâm mình trong đó. Có nhiều chị kỹ đến nỗi là có thể là tắm hoa hồng, có thể là ngâm mình trong cái bồn hoa hồng này nọ. Rồi, thank you, số điện thoại của chị Ngọc Ngô nha. Glucosamine đợi em tí xíu nha chị Anh Tiger. Thì cái này là cái muối hồng dành cho tắm, nó có Merrill. Merrill là cái Merrill là cái quýt đó. Rồi cái lemon là cái chanh, với lại grapefruit là cái trái bưởi hồng á, cái trái bưởi hồng. Nó làm trộn vô trong cái muối này. Thứ nhất là mình tắm sẽ sạch đi một cái lớp tế bào chết. Thứ hai là thải độc cho toàn thân, toàn cơ thể của mình luôn. Nếu mà chị nào có stress, nếu mà chị nào có stress mà các chị nhiều khi làm mệt mỏi quá, rồi lúc mà mình relax á, là lúc mà mình đi tắm á, là mình thả mình vô cái bồn tắm á, thì mình sẽ xài cái muối này. Nếu mà các chị không có bồn tắm thì các chị chỉ có pha ra nước rồi mình sẽ dội lên rồi mình relax với nó thôi, thì nó sẽ làm cho mình thải độc hoàn toàn cho cơ thể, giúp cho mình thư giãn hơn, rồi tẩy cái lớp tế bào chết trên cơ thể của mình, cho da của mình rất là đẹp, đặc biệt là làm cho mình thoải mái, giúp cho mình ngủ ngon hơn á. Các chị có thể dùng cái này mình pha vô để mình ngâm chân, rồi trong cái lúc mà mình ngâm chân mình có thể đọc sách hay là massage hay làm gì relax nửa tiếng, tối các chị ngủ không ngon không ăn tiền luôn. Nếu mà các chị có khó ngủ hay là stress hay là suy nghĩ nhiều hay là khó chịu cho cơ thể của mình thì các chị sẽ xài cái muối hồng này nha các chị nha. Thì một bịch như vậy á là nó có là 500 gram ha. Một bịch như vậy có là 500 gram. Giá là 400 một bịch. Chị nào lấy hai bịch thì giá là 750, nhưng mà một bịch thì giá là 400 ngàn một bịch nha các chị nha. Là cái bịch muối hồng để mà mình tắm. Mineral Trailer, nó là của Úc sản xuất ha các chị ha. Tốt nhất là các chị sẽ bỏ vô trong cái nước ấm trong cái bồn tắm và mình pha ra rồi mình relax khoảng tầm 15 phút cho tới nửa tiếng, hoặc là 15-20 phút tùy theo mình. Ở trong đó nó có nhiều cái tinh chất ở trong này nữa, rất là tốt cho cái cơ bắp của mình nè, cho toàn thể body của mình, cho cái stress và cái thoải mái cho cái cơ thể của mình nữa. Thì chị nào muốn lấy muối hồng thì các chị nhắn, giá là 400 ngàn một bịch. Chị nào lấy hai bịch thì giá là 750 nha các chị nha. Cái này là muối hồng để mà mình tắm, còn một loại muối hồng để cái này mình có thể dùng để xông xông mặt nè, rồi tẩy lết tế bào chết, dùng để ngâm chân thì mình xài cái muối hồng đó. Muối hồng để ăn thì các chị lấy cái này. Mỡ bụng lấy đi, lấy cho chị đi nguyên cái mỡ bụng á, cái mỡ bụng thì nó phải có là nguyên một set luôn. Cái tiếp một tiếp là nở ngực, một tiếp là tan mỡ bụng. Lấy cho chị Thu Nguyễn Sương đúng không, lấy cho chị Nguyễn Sương một set rồi. Cái chị Nguyễn Sương, em thuốc tê tay uống một ngày mấy viên à, chị Loan Nguyễn ơi, thuốc tê tay á thì chị hôm bữa chị nhận cái hộp này á, thì thuốc tê tay thì mỗi ngày uống một viên sau bữa ăn của mình nha chị nha, uống chung với nước sau bữa ăn của mình nha chị Loan Nguyễn ơi. Thuốc tê tay mỗi ngày một viên, uống sau bữa ăn của mình nha. Cho chị Thanh My Nguyễn một hộp sụn cá mập nè. Thank you chị Thanh My Nguyễn nè. Chốt cho chị Thanh My Nguyễn hộp sụn cá mập ha. Hello chị Khánh Chi, Khánh Chi. Còn các chị lấy cái muối hồng thì ăn á, là các chị lấy cái này nha các chị nha. Cái này thì mình để làm chấm trái cây mình ăn nè. Rồi cái này thì mình để thay, thường thường á mình nấu ăn á, muối mình đâu có nấu nhiều đâu. Ở bên em thì em mua nguyên bịch muối 25 kg. Em chỉ dành cái muối đó để rửa thịt và rửa rau thôi. Nguyên một bịch, nguyên một một bao 25 kg. Em chỉ để rửa thịt và rửa rau, tất cả rửa trái cây, rửa cái gì em cũng bỏ muối vô rửa hết. Muối nó rất là tốt. Rồi, để đánh răng nữa. Chị tầm 1650 còn không chị? Chị Kim Hằng cần cái
chị Kim Hằng cái đầm đó, chị Kim Hằng cho xin chiều cao vòng eo và số ký của chị nha, cho xin chiều cao vòng eo số ký để em order. Thì cái đó chị mua được khi nào họ bán hết hàng là không có nữa đâu, là cái đầm đó. Cho nên chị Kim Hằng cho em xin cái size. Chị Trang Nguyễn nè, Nhung ơi Nhung chốt cho chị Trang Nguyễn số điện thoại 300 á, là 2 bịch muối hồng nha, 2 bịch muối hồng á, 2 cái bịch muối của coi. Trailer. Chị Nguyễn Sương là cái set vòng 1 với lại tan mỡ bụng đó là chung với nha. Một set nó có hai cái, một cái là tạo thoa vòng 1 và một cái là thoa mỡ bụng chung. Lấy cho chị Nguyễn Sương một set đâu kìa chị. Chị Ngân Huỳnh lấy một bịch muối nha, chốt cho chị Ngân Huỳnh một bịch muối nè, thank you chị Ngân Huỳnh. Còn cái chai này á là cái chai muối để mình ăn ha, muối hồng để mà mình ăn. Khi mà mình ăn cái này nó mặn giống như muối của mình, nhưng mà khi các chị ăn muối hồng nó không có làm tăng cái rồi chị Ngân Huỳnh một bịch muối rồi, không có làm tăng giống như cái huyết áp á, giống như mình ăn muối bình thường á, mình ăn mặn không có tốt á, thì các chị ăn cái muối hồng này nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Tại vì mình nấu ăn một lần có một chút muối đâu, có nhiều muối đâu, thì mình ăn bằng cái muối hồng này nó tốt cho sức khỏe của mình, không có làm cho cái huyết áp, không có làm giống như là ăn cái mặn của cái muối, không có làm cho cái huyết áp của mình nó tăng, nó cân bằng lại. Thì rồi ăn trái cây mình cũng ăn bằng cái muối hồng này luôn, muối hồng này để mình nấu mỗi ngày luôn. Thì cái muối kia là em chỉ làm mấy cái đó thôi, còn em ăn là em ăn toàn bộ bằng muối hồng hết. Thì chị nào lấy muối hồng thì các chị nhắn muối hồng ăn nha, 750 gram một hộp ha, 750 gram một chai muối hồng như vậy, giá là 300 300 Chị nào lấy cái muối hồng thì các chị nhắn giùm em giá là 360. ngàn một chai nha các chị nha. 360 ngàn chai. Một chai như vậy là nó nặng 750 gram ha. Một chai như vậy là nó nặng 750 gram. Chị Kim Hằng inbox cho em là được rồi. Chị Kim Hằng inbox cho em trong vô trong tin nhắn là được nha chị nha. Đó. Cái muối hồng 360 ngàn một 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 hộp muối hồng để ăn ha các chị ha. Chị nào lấy thì các chị nhắn nha. Cái này là ở nhà em ăn luôn á. Tại vì á nó có cái bịch nữa. Có đợt em bán cho các chị cái bịch nhưng mà em thấy cái chai này thì nó tiện hơn, nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái chai này thì nó tiện hơn. Khi mà các chị ăn á thì các chị mở ra nè. Các chị mở ra ở bên nè. Mình sẽ chút ra trên này nè. Rồi. Các chị đóng nó lại nè. Đó. Thì mình đóng nó, khi nào ăn xong thì mình đóng nó lại. Thì một một cái chai muối hồng đã ăn như vậy là 750 gram. Mình xài được lâu lắm. Em nêm lâu lắm mới hết cơ. Em nêm lâu lắm mới hết. Cái muối hồng nó có thêm một loại nữa là cái hạt to 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 to. Nhưng mà cái hạt to đó thì mình không có dùng để mình nấu ăn. Thì mình xài cái muối hồng này, cái hạt nhỏ, cái ở trong nó màu hồng hồng y chang giống vậy luôn. Rồi em chốt cho chị Vũ Thị Ngọc Hằng một cái muối hồng nè, chị Binh Đậu một chai muối hồng nè, chị Anh Nguyễn hai chai muối hồng. Chị Anh Nguyễn lấy hai chai thì em bớt cho chị Anh Nguyễn 50 ngàn nha. Thank you chị Anh Nguyễn nè. Em ơi chị cho địa chỉ ở tin nhắn luôn nha. Ok chị My My cho em địa chỉ ở tin nhắn luôn. Chị Phụng Lý số điện thoại là 619 một cái muối hồng ha. Thank you chị Phụng Lý. Chị nào lấy muối hồng này nữa thì các chị nhắn muối hồng giùm em nha. Có kem tan mỡ mụn. Trời ơi, cái lúc mà có lúc em bán kem tan mỡ bụng thì không ai mua hết. Quá trời luôn, cái lúc em bán hết rồi á, cái hàng kem tan mỡ bụng á, thì em không có lấy về nữa. Tại cái hàng của nó không có được xa á, cái hàng nó dưới một năm á, hơi gần á. Cho nên em không có lấy cái kem tan mỡ bụng về, các chị hỏi quá trời. Để từ từ, mai mốt gì đó rảnh em đi chemist hỏi cái loại kem tan mỡ bụng cho các chị nha. Rồi. Chỉ cho chị Nguyễn Sương, chỉ cho chị Nguyễn Sương cái này, cái nào là tan mỡ bụng, cái nào là xài cho ngực á, thì nó sẽ có cái chữ ở trên này nha. Chị về chị thấy cái màu mà xanh da trời á thì sẽ là xài cho ngực, mà cái màu xanh mà ngọc á thì sẽ xài cho bụng. Thâm mì là cái bụng á là chị sẽ xài, nhưng mà nếu mà không nhớ thì chị chụp hình gửi qua tin nhắn cho em hỏi Quyên ơi cái nào xài cho bụng, nào xài cho ngực nha, thì em chỉ cho chị. Nhưng mà nếu mà chị nhớ thì chị nhớ nè, coi chừng xài lộn. Cái tiếp mà màu xanh da trời là xài cho ngực và cái tiếp màu xanh ngọc là xài cho bụng nha.
Hạt nêm bao nhiêu một bịch em? Hạt nêm thì không có bịch, mà hạt nêm á là mình bán hộp. Mình bán hộp hạt nêm ha. Để em lấy hạt nêm cho các chị coi, chị nào thích hạt nêm thì các chị vô hạt nêm. À, các chị vô hạt nêm để em lấy hạt nêm nha. Chị Lan Thủy hỏi em giá một bộ như vậy là 700 một bộ. Giá một bộ như vậy là 700 một bộ ha. Một cái là tan một bộ, một cái là nở ngực, 700 ngàn một bộ nha các chị nha. Cái hiệu Freezer Frame rất là đắt tiền hơn tất cả những loại khác. Đó là cái bộ này, 700 ngàn một bộ. Rồi, này là hạt nêm ở bên mình á. Ba ơi, không biết ba vô ba coi, không biết ba có nghe tiếng không nữa. Có mấy cái này nè, hạt nêm này thì em mua nó sẽ có cái hộp như vậy, một hộp như vậy nó sẽ có 6 hộp nhỏ như vậy. Dầu thơm đi nguyên chị buồn ngủ rồi, xong này em lấy dầu thơm cho. Xong này em lấy dầu thơm cho các chị coi ha. Xong cái này rồi em lấy dầu thơm lên cho các chị coi, xong cái hạt nêm này đã nha. Lấy cho chị một bộ nha, lấy cho chị Lan Thùy một bộ đó ha. Em phải đi kiếm rồi, em phải đi order rồi. Tại nhà còn có một hộp một à. Các chị chú phải đi mua rồi. Chị Lan Thùy lấy một bộ nở ngực với lại tan mỡ bụng nha. Chốt cho chị Lan Thùy một bộ, chị Lan Thùy cho em xin số điện thoại. Còn cái hạt nêm này là cái mast cell này á, nó là của Úc sản xuất. Ở bên này nó có rất là nhiều hạt nêm nhưng mà nó có của Tàu, có của Mỹ nhưng mà có chữ Tàu, nó có nhiều loại lắm. Nhưng mà cái loại này là good nhất cho sức khỏe của mình. Đó là cái hạt nêm mast cell. Hạt nêm ở đâu mà chẳng có, các chị mua ở Việt Nam thì nó rẻ hơn. Nếu mà khi mà các chị đã order một cái sản phẩm từ ở bên Úc, ở đất nước Úc á, nếu mà các chị có con đi du học hay các chị biết tới đất nước Úc á, thì mọi cái thứ ở trên đất nước Úc này nó đều là đắt tiền hết. Cái gì cũng mắc hết. Nhà cửa, cái nhà ở đây nè, ở Sydney của em ở là chỗ mà nó đắt nhất. Cái nhà thấy ghê, có nhiều cái nhà thấy ghê luôn, nhưng mà đụng vô 6-700 ngàn, 7-800 ngàn, triệu triệu mấy, thì tùy theo mỗi cái vùng này rất rất là đắt tiền. Một cái nhà cũ mà tao nói nó cũ mà 3-4 phòng 7-800 ngàn là bình thường, mà trong khi ở bên Mỹ có nhiều vùng đó, một cái nhà to đùng nhà lầu mà bao nhiêu phòng luôn, 200 ngàn, 200 mấy, 300 ngàn, 500 ngàn thôi là cái nhà chà bá rồi, cái nhà mà khủng rồi. Còn bên này 500 ngàn chỉ mua được cái unit nhỏ thôi, còn ở bên Úc không mua được cái nhà, là ở chỗ Sydney của em ở. Có những vùng khác thì nó rẻ hơn tí xíu, nhưng mà chỗ vùng em ở rất là đắt giá. Cho tới cái gì cũng đắt hết, cái gì nó cũng đắt hơn tất cả những đất nước khác hết, từ quần áo giày dép cho tới đồ dùng hay bất cứ thứ gì ở trên đất nước Úc của mình đều đắt tiền hơn, đắt giá hơn hết. Nhưng mà cái sản phẩm ở đây mang lại tương đối nó rất là tốt. Chị Phụng Ly lấy cái bộ nở ngực chứ tan mỡ bụng đó ha. Chị Phụng Ly lấy một bộ 700 một bộ. Rồi, thank you chị Phụng Lý nè, chị Phụng Lý. Chị có áo khoác có nón không vậy chị? Hôm nay không có áo khoác có nón nha chị Tiên Hoàng ơi. Thì cái này là cái hạt nêm Marcel. Cái loại này đặc biệt, nó không đường, nó không bột ngọt, nó là cái thành phần hoàn toàn tự nhiên. Nếu các chị ăn chay thì các chị sẽ lấy cái vị rau củ. Ở đây em có 3 vị nha các chị nha. Một vị là rau củ hoàn toàn, một vị là beef, rồi một vị là chicken. Cái này là beef là bò, còn một cái nữa là gà. Chicken là gà ha, bò, gà và rau củ nha các chị nha. Thì trong ba cái vị em đều ăn hết á, thì giữ 3 vị theo cái vị của em ăn, ngay cả bà ngoại luôn, má luôn á, thì cái vị gà là ngon nhất, cái vị gà là dễ ăn nhất và thích nhất, ngon nhất. Nhưng mà có nhiều chị thì không có muốn ăn thịt,
á, thì các chị sẽ xài cái rau củ, nó vì nó hoàn toàn là rau củ ha. Thì cái này là cái rau củ nè, đang lấy cái này ăn nè, nhưng mà thích nhất là gà. Cái hạt nêm này nó không có hạt 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 giống như cái hạt nêm cono của mình, mà nó là cái bột như vậy. Nhưng mà khi mà các chị nêm này nè, ví dụ như mình có nấu xào hay nấu canh hay nấu bất cứ món gì, mình chỉ cần nêm một hạt nêm này thôi, không cần bột ngọt, không cần đường, nó vẫn thơm, nó vẫn ngon, nó vẫn ngọt, ngon hơn là mình cả nêm đường hay là bột ngọt nữa. Thì các chị không cần nêm những đó. Em á, thì em nêm á, em chỉ bỏ một tí này, tí muối, một tí muối hồng này, với lại một chút nước mắm, chỉ vậy thôi là cái món ăn của mình đủ ngon rồi. Nhưng mà nó tốt cho sức khỏe của mình nữa, tại vì cái này nè, cái thành phần của nó không chứa những thành phần khác. Chẳng hạn rau củ nó sẽ là hoàn toàn là rau củ, còn chicken nó sẽ là hoàn toàn là chicken, là gà, và bò thì nó sẽ hoàn toàn là bò. Thì một cái như vậy là 168 gram, nó có 2 gram, 140 gram và 168 gram. Nó có một cái hộp lớn đùng nữa, nhưng mà chỉ có chicken thôi, 2,5 kg, nó bự lắm. Nó bự lắm, nhưng mà cái hộp bự đó ai đặt thì em mới lấy thôi, còn em không có lấy cái hộp bự đó, chỉ có lấy cái hộp nhỏ như vậy thôi ha. Thì cái size này là cái size 168 gram. Thì giá một hộp là 220. Nếu mà các chị có độ tuổi, có bé ở độ tuổi ăn dặm á, thì mình không nêm những cái kia, mình chỉ nêm cái hạt nêm này thôi. Ở bên này họ cũng vậy. À, ok chị Ngọc Ngô nha. Nhung ơi, Nhung đừng có lấy cho chị Ngọc Ngô cái hộp sụn cá mập, lấy cho chị Ngọc Ngô cái hộp kem, cái kem trứng cá đen nha. Cái kem trứng cá đen ha. Tại chị Ngọc Ngô nói là mẹ còn một hộp đó, cho nên không lấy sụn cá mập, lấy cho chị Ngọc Ngô hộp kem trứng cá màu đen. Ok chị Ngọc Ngô nha. Thì 220 một hộp ha. Các chị lấy 3 hộp mà 3 vị luôn, hoặc là vị nào mà mình thích thì mình lấy. Thì 520 ngàn cho 3 hộp. Nhưng mà em bán nguyên một cái set như vậy á, thì một cái set nó sẽ để là 6 hộp gà, hoặc là 6 hộp bò, hoặc là 6 hộp rau củ. Thì trong một cái hộp giấy như vậy, ở ngoài mấy set mà ông xã em cất ở đâu rồi em không kiếm ra. Hồi nãy chạy ra kiếm để lấy cái set đó cho các chị coi, mà kiếm ông ra không biết ông cất ở chỗ nào. Thì các chị lấy 6 hộp, các chị có thể đổi, chẳng hạn như 2 gà, 2 bò, 2 rau củ, hoặc là 6 bò, hoặc 6 gà, hoặc 6 rau củ, tùy theo mình. Thì em đổi cho các chị lấy một thùng nó có 6 hộp vậy á. Thì giá là 950 nha. Đó là cái hạt nêm Marcel ở bên mình. Cái này là Mayonnaise Trailer của Úc sản xuất. Cái này là nổi tiếng nhất. Họ Tây họ mới ăn cái này. Ngay cả bao nhiêu người Việt của mình sống bên này còn không biết cái loại này nữa. Em ơi chị lấy tan mỡ với xăng chắc ngực được không? Đó. Thì chị Lan Thùy lấy cái set đó. Một cái là xăng chắc ngực với lại nở ngực, với một cái là tan mỡ bụng, thì lập trong một cái set này, giá là 700 một set đó. Chị Lan Thùy chốt đúng không? Còn chị nào lấy hạt nêm thì các chị nhắn nha, nó không có cái bịch đâu, nó là cái hạt nêm này thôi. Chị Đỗ Hưng Thịnh là cho em hỏi có bộ gì. Chị Đỗ Ân Tịnh hỏi là cho hỏi bộ cái gì. Chị My Ti hỏi là chị hỏi nãy giờ không thấy trả lời. Chị My Ti hỏi em gì vậy chị My Ti ơi? Áo em mà không có nha chị Loan Nguyễn ơi. Chị My Ti hỏi em gì vậy? Chị nào lấy cái này thì các chị nhắn nha. Đó là cái hạt nêm Marcel ở bên mình. Cái này là cái hạt nêm tương đối là giá nó thành nó khá đắt, nhưng mà ăn nó tốt cho sức khỏe của mình. Nếu mà các chị không dùng cho gia đình đó, mà có bé ở độ tuổi ăn dặm đó, thì các chị mua cái này về cho bé, không có nêm mấy cái khác, nêm cái này thôi. Rồi chị My Ti hỏi gì vậy? Em không có thấy tin nhắn của chị My Ti rồi nha. Em không có thấy tin nhắn của chị My Ti. Hạt nêm loại lớn bao nhiêu em? Cái nguyên một cái hộp lớn luôn, nó chỉ có chicken thôi á, của má xem này luôn á, thì hình như là 1,150 triệu. Hình như là em nhớ bữa có một chị đặt em á, em nhớ là hình như là 1,150,000. Dạ rồi, thank you Nguyễn Danh, bữa tôi áo mát nhé, thank you. Rồi các chị coi cái món gì nữa. À, nước hoa đúng không? Bây giờ em lấy nước hoa cho các chị nha. Nước hoa nam hay là nước hoa nữ?
nước hoa của mình thì ở đây có nước hoa. Không biết cái này có nước hoa nè. Nước hoa thì có nhiều loại lắm. Tư vấn cho em thuốc đông trùng hạ thảo phải uống thuốc trị bệnh không? Đông trùng hạ thảo là cái thực phẩm chức năng. Hạt nêm là 3 hộp là 520 mà một pack có 6 hộp là 950. Một pack có 6 hộp là 950. Chị Phụng Phu là sao không bán gì ấy để gì ấy đẹp đi chơi hả em? Là chị Phụng Phu hỏi em cái bán cái gì. Ở bên Úc bây giờ 1:30 đêm á, 1:30 tối á, 1:30 đêm á. Giống chị Võ Ca mua đó. Chị phải nhắn dấu. Tại vì chị không có, chị Đỗ Hưng Thịnh không có nhắn dấu cho nên em không có, em không có thấy giống chị Võ Ca mua bò hộp phải không? Có bán mà. Thích bò có không em? Bò hộp mà chị Võ Ca mua của em đúng không? Chị Đỗ Hưng Thịnh đây có. Một set bò là 1 triệu một set đó. Một hộp là 300, hai hộp là 550, còn một set là 1 triệu á. Để lấy cho các chị coi cái nước hoa này. Chị Đỗ Hưng Thịnh có lấy thì có nha. Chị hỏi cái set bò này phải không? Chị hỏi Võ Ca không có ghi dấu cho nên em đâu có biết. Bây giờ ghi dấu lên chị Võ Ca mới biết. Cái set này ha, một set giá là 1 triệu một set nha. Chị Đỗ Hưng Thịnh có lấy thì chị Đỗ Hưng Thịnh lấy ha. Một set này, cái là cái bò mà em bán cho chị Võ Ca đó. Là cái set đó, giá là 1 triệu một set nha chị nha. Rồi, các chị thích cái nước hoa đó thì chị nào thích thì các chị chốt thử cái set nước hoa này của BBL. Quyên cho chị cái thuốc bạc tóc. Em mới vừa la hồi nãy em đợi chị Hưng Thượng Yến Sào vô mà hồi nãy chị chưa có vô đó. Chị Hưng Thượng Yến Sào lấy cái này. Rồi chị lên muộn nè. Hair Restore. Hồi hôm qua 4 hũ em để ở trước mà em nhìn mà mắt giống như bị đuôi vậy, không có thấy. Nhiều khi tự nhiên mình lo kiếm quá thì mình lại không thấy. Nhung ơi, Nhung chốt cho chị Đỗ Hưng Thành một set bò nha. Một set bò nha Nhung nha. Giá là 1 triệu một set ha. Chốt cho chị Đỗ Hưng Thịnh một set. Dạ rồi, thank you chị. Harry Store của chị Hưng Thượng Yến Sào nè. Đây là cái thuốc giảm gãy rụng tóc, giúp cho mình mọc tóc, cho tóc của mình nó mượt mà hơn, mau dài hơn. Nhưng đặc biệt là cho cái bạc tóc, giảm được cái lượng bạc tóc nha các chị nha. Thì cái này dùng cho both, cho cả men và lady luôn, woman luôn. Là cho nam và nữ đều xài được hết ha. Nếu mà nam mà có hói đầu á. Chồng em kêu, ủa ông xã sao không uống, ông xã em kêu chứ mong cho nó rụng hết, cho đập chọc đầu mà uống làm cái gì. thì chị nào mà có cần cái này thì chị Hưng Thượng Yến Sào lấy. Harry Store, 570.000 một hộp, hai hộp thì giá là 1 triệu mốt nha chị nha. Một hộp như vậy là có 60 viên. Nước hoa bây giờ em lấy từng cái một cho các chị coi cái nước hoa nha các chị nha. Chị Hưng Thượng Yến Sào lấy là cái loại này, Harry Store ha chị ha. 570.000 hộp, hai hộp là 1 triệu mốt nha. Hồi nãy em có like rồi á mà chị có bé nhỏ chị đau mất kêu giờ chị lên đó. Em để sẵn ở đây cho chị coi. Rồi cái set nước hoa này á thì bữa nay cái giá nó đắt rồi, nó không còn được cái giá good nữa.
bữa nay giá nó đắt lên rồi. Đây là cái set nước hoa BVL mà màu tím là cái, nó có nhiều màu nhưng mà màu tím là cái mùi thơm dai nhất, thơm nhiều nhất, thơm lộng lẫy nhất. Nó có set này nữa, màu trắng em không lấy, không có bằng màu tím. Màu tím rất là thơm. Dạ để chị nhắn tin cho em. Ok chị, có gì nhắn tin cho em. Thì ở trong chai này, BVL này nó không có cái, nó không có là 100ml đâu. Chốt cho chị Phạm Hà một cái bạc tóc nha. Thank you chị Phạm Hà, dồn chung đơn luôn. Ok chị Phạm Hà. Thì cái chai này là chai lớn nhất, 65ml. Và một cái chai nhỏ này nữa ha. Và một cái chai nhỏ này nữa. Cái chai nhỏ là hình như là 30ml. Để em coi. Cái nhỏ là 15 hay 30. Để em coi lại. Ở đâu rồi ta? Em cho chị hai hộp thuốc mọc tóc nha em. Chốt cho chị Huỳnh Kim Nguyệt hai hộp ha. Chốt cho chị Huỳnh Kim Nguyệt hai hộp thuốc mọc tóc. Tại thank you chị Huỳnh Kim Nguyệt. Em nhớ hoài có chị An Lành, khách của mình. Chị An Lành hỏi Quyên ơi, ông xã chị bị rụng tóc á, em có cái sản phẩm gì bán cho ông xã chị uống không? Thì em bán cho chị cái này. Tại vì cái này nè là cho cả nam và cả nữ luôn. Thì chị có mua về một hộp cho ông xã uống. Hồi hôm bữa giờ chắc cũng khoảng tầm là gần tháng hoặc là một tháng. Thì bữa nay chị mới nhắn là Quyên ơi lấy cho chị thêm một hộp mọc tóc nữa. Thì khi mà về cho người nhà mình uống xong mà các chị nhắn lại lấy cho em lấy nữa, thì mình biết cái hiệu quả của nó. Nếu mà nó không có hiệu quả thì sẽ không có chốt nữa. Mà chị nhắn lại Quyên ơi lấy cho chị hộp thuốc mọc tóc nữa là biết là ông xã chị xài là có hiệu quả rồi á. Chị ấy gần shop của mình, nó cứ hàng giờ là chị chạy qua lấy, không có cần ship tới. Tại vì chị gần shop luôn. Thì chị không phải là chị uống mà lấy cho ông xã uống good á. Chị mới vừa nhắn tất thì. Nhau thai cừu vàng bao nhiêu em? Nhau thai cừu màu vàng mà golden hair đúng không? Cái hộp em mới like. Chị Thị Nở Nguyễn là 920 đó. 920 ngàn một hộp á. Chai nhỏ 15ml. Rồi chốt cho chị Phụng Lý một cái mọc tóc nữa nha. Một cái thuốc mọc tóc ha. Thank you chị Phụng Lý nè. Và cái đó. Thì cái này là em chỉ còn 4 set thôi. Một set hồi hôm bữa trước gửi về. Không biết sao còn dư một cái set ở Việt Nam. Bên Úc của mình thì có 3 set nữa. Thì một set này á, là 1.650.000 một set. Hình như là đúng rồi. Nhung có nhớ bữa Quyên bán 1.650 đúng không? Thì là 1.650.000 một set thôi các chị. 1.550 hay 1.650 quên người ta. Y giá bữa trước em bán á. Không biết chị nào đã mua cái set này thì các chị cho xin lại cái giá hôm bữa em chốt cho các chị, em quên mất rồi. Không nhớ rõ là 1.550 hay là 1.650 nữa. Chị chai nước hoa nhỏ 15ml được không? Em không có xé ra. Tại vì xé ra nó không còn cái hộp nữa. Cho nên mình không có bán được. Em không có xé cái này ra nha các chị nha. Cái này là nguyên một set ha. Nó có hai chai như vậy ở trong cái set này nha. Cái màu tím này thơm. Thơm. Ôi là thơm luôn. Thơm nồng nàn nhất. Thơm một quyến rũ nhất. Thơm dai nhất. Mà nó là cái mới nhất của cái BBL. Cái chai vừa đẹp, vừa sang chảnh mà vừa thơm mà vừa dai nữa nha các chị nha. Thì một set này là 1.650.000 một set thôi các chị ha. Là còn 4 set, chị nào thích cái set nước hoa BBL thì các chị lấy. Rất rất là mềm. Tại cái BBL tương đối là nó rất là đắt tiền. Bệnh hình chưa hết ạ. Không, em bán hồi hôm trước một bữa một lần bán cái này nhiều lắm. Và em không nhớ chính xác. Em nhớ trong hai giá đó, 1.550 hay là 1.650 gì đó. Nhớ là 1.650, không biết có chính xác không. Thì là cái set này. Chị nào lấy set BBL thì các chị nhắn nha, là set ha, không có lẻ, tại vì lẻ em không có xé lẻ ra được. Nhưng mà cái chai nước hoa này là cái chai nước hoa thích nhất của Barry Houston. Nhung lâu lắm rồi mới gặp chị Ellie Nguyễn kìa. Rồi. Chai này nha các chị nha. Cái chai nó là màu hồng. Nó có hai màu. Một á, là màu vàng.
Hai là màu hồng này là mới ra nhất. Còn màu vàng thì lâu rồi, hồi xưa em có bán cho các chị màu vàng á. Cái hình của trong nó giống luôn, nhưng mà cái màu của nó khác. Một cái chai nước hoa, cái mẫu vừa đẹp, vừa thơm mà vừa mềm nữa. Nhung nó nhắc hoài, nó nhắc hoài luôn á. Bữa nay nó gặp được à. Nhung hôm nay, tối nay Nhung ngủ không được à. Rồi à. Em có bào ngư hộp không? Chị xem với. Có bào ngư 720 ngàn một hộp, hai hộp thì 1,4 triệu. Xong chai nước hoa này em chạy đem lấy bào ngư cho các chị coi. Đó là cái hình y chang giống như cái cô Paris Hilton này mặc cái đầm luôn. Các chị cứ nhìn cái đầm của cái chai nước hoa ha, y chang như vậy luôn. Cái màu cũng giống luôn nha các chị nha. Mà nó thơm cực kỳ luôn. Một cái mẫu nước hoa của Mỹ ha. Chị Lê Ngọc Đức, cái bộ nước hoa của BBL đúng không? Là 1,650 ngàn một bộ. Cái BBL đó là 1,550 ngàn một bộ á. Cái BBL là 1,550 ngàn một bộ á. Chị nào lấy cái này thì các chị nhắn 1,550 một bộ nha các chị nha. Nhung nó cũng chẳng nhớ để nó nhắc mình nữa. Kinh tế khó khăn thì bọn chức năng chưa hết theo dõi quyên quán không ạ? thì là cái chai này thì chị nào lấy chai này thì các chị nhắn dùm em giá là 950 một chai ha, 950 ngàn một chai nha các chị nha, 950 một chai. Như vậy là 100 ml lận, một chai vậy là 100 ml. Nước hoa là của Mỹ sản xuất, của cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Paris Hilton nha các chị nha. Là các chị mua cái chai này bỏ vô cái bộ sưu tập nước hoa của mình, bỏ vô cái bộ sưu tập nước hoa của mình ha. Này là cái nắp chai của nó nè, khi các chị mở ra thì là một cái chai nước hoa mùi thơm lừng lừng luôn. Mình xịt cái chai này á, không chỉ riêng mình đi chơi bình thường, mình xịt cả đi tiệc quan trọng luôn á. Tại vì cái mùi thơm của nó không có phải là cái mùi thơm bèo nhèo, một cái mùi thơm rất là sang chảnh. Một mùi thơm rất rất là sang chảnh, mà nó không có gắt, nó không có, nó nhẹ vừa phải thôi. Nó không có nhẹ quá mà nó không có cắt gỏng màu mà nó khó chịu. Một mùi thơm rất là sang, nữ tính, y chang giống như cái thường thường á. Các chị cứ nhìn cái chai nước hoa thì cái hương vị ở trong của nó, cái mùi của nó sẽ giống đặc biệt như cái chai họ làm. Thì họ sẽ làm từ cái chai cho tới cái mùi ở trong. Thì các chị nhìn cái này nè, nó dịu dàng, nó quý phái, nó sang trọng, nó dễ thương. Thì cái mùi nước hoa ở trong mình sẽ cảm nhận được nó giống y như vậy á. Thì một chai nước hoa Paris Hilton màu hồng, giá là 950 một chai ha. Chị nào lấy thì các chị nhắn giùm em cái chai này nha các chị nha, 950 ngàn một chai ha. Đó, chai mình bỏ vô rồi mình đậy lại giống vậy ha. Chai này là 100 ml, nó là eau de parfum nha. Chị nào lấy chai nước hoa này thì các chị nhắn. Chị nào lấy chai nước hoa này thì các chị nhắn giùm em nha, một chai đó. Còn cái này thì ây da, xém nửa tiêu rồi. Cái này thì có hai chai. Nước hoa này là của Marie Curie. Cái chai như vậy là 100 ml một chai ha. Một chai như vậy là 100 ml một chai. Cái này thì em có hai màu, một là màu trắng, rồi một cái nữa là cái chai màu tím nha các chị nha. Một cái nữa là cái chai màu tím 100 ml luôn ha. Nó là eau de parfum 100 ml nha các chị nha. Eau de parfum 100 ml made in USA, nó là của Marie Curie. Thì cái này á, thì mùi hương của nó nhẹ hơn cái kia một tí xíu. Muối Quyên ăn muối hết chưa? Gần hết rồi. Cái hộp của chị Ellie Nguyễn gần hết rồi.
Khi nào Tết về chị em liền nguyện cho hộp mới mang qua nha. Tại vì bây giờ gửi đồ qua đây không có được, gửi đồ qua khó lắm. Gửi đồ qua khó lắm, gửi không có được. Đợi khi nào mà em có về á thì chị em liền nguyện cho em hộp em mang qua. Áo em đang mặc không có, chị Hồng Lê ơi, không có chứ không phải là không còn. Thì một chai nước hoa này á, cái nắp của nó là cái bông giống như cái con bướm như vậy nha, màu trắng rất là dễ thương. Bỏ vô cái bộ sưu tập nước hoa của mình, đi uống cà phê, đi chơi, đi chợ thì các chị xịt, rồi đi chơi với bạn bè thì các chị xịt. Nó có hai màu, một màu này và một màu tím. Các chị muốn lấy cái chai màu tím thì các chị lấy màu tím, còn các chị muốn lấy cái chai màu trắng hồng này thì các chị lấy. Chai này giá là bảy trăm một chai. Chị nào lấy cái này thì các chị nhắn giùm em ha, giá là 700 một chai nha các chị nha, giá là 700 một chai cái chai nước hoa này ha. Chị nào lấy thì các chị nhắn 700 một chai nha các chị nha, 700 ngàn một chai ha. Màu trắng thì các chị nhắn là màu trắng, còn màu tím thì các chị nhắn là màu tím. Cái chai y vậy luôn, cái bướm y chang vậy luôn nhưng mà nó là màu tím. Cái set này là cái set nước hoa giò Armani dành cho nữ. Ở trong cái set này nó có 5 chai nha các chị nha. Trong cái set này nó có 5 chai ha. Các chị nhìn 5 chai giò nè, 5 chai Armani nè, xì nè, giò nè, rồi giò xanh nè. Thì 5 chai này nó đều thơm hết. Thì các chị cứ thấy một cái dòng nước hoa rất là nổi tiếng, rất là đặc biệt và rất là cao cấp của xì của Armani á, của giò Armani á, thì các chị lấy, các chị thấy cái này thì trong trong cái set này có chai á thì nó là 3 ml, một chai nó là 7 ml, một chai nó là 5 ml, một chai nó là 7 ml và một chai nó là 5 ml. Quyên đi vô siêu thị lớn mua dưỡng thể body love về bán sẵn, chị mua luôn thơm lắm. Cái dưỡng thể body love của Victoria's Secret đó hả, phải chị Ellie Nguyễn nói cái đó không? Cái dưỡng thể Victoria's Secret đúng không? Cái đó đó thì ở ở bên mình nó sẽ có là body phải không? Inboxing, chị inboxing cho em thì em coi thử coi. Tại vì có một cái loại của rất là thơm nhưng mà nó hơi rít, của Victoria's Secret nó thơm nhưng mà nó rít khó chịu lắm, cho nên em không xài được cái đó. Em có mua mấy cái về em dùng ở đây nè. Cho nên em thường hay bán lotion của Úc của mình á, nó không có bị rít, dễ chịu hơn nhiều. Chị Ellie Nguyễn inbox cho em nha. Thì một cái set nước hoa này nó có 5 chai ha, 2 chai là 5 ml, 2 chai là 7 ml và một chai là 3 ml nha các chị nha. Mùi thơm rất là sang chảnh. Cái nước hoa này là mình bôi hai bên, mình bôi ở tay nè. Nó là cái set cho nên nó không có cái chai lớn để mà xịt, nó không có là xịt nhưng mà nó là cái dạng bôi. Một set nước hoa giò này là có 5 chai. Giá của cái chai này á là 1,3 triệu. Giá của cái set này á là 1,350 triệu một set ha, 1,350 triệu một set. Chị nào lấy thì các chị nhắn nha. Một set có 5 chai ha, một set có 5 chai. Một hai chai là 5 ml, hai chai là 7 ml và một chai là 3 ml, giá là 1,350 triệu một set nước hoa của giò Armani của nữ nha các chị nha. Cái này có của nam nữa đó, em có một set của nam, cái set của nam giá cũng y chang luôn, set của nam và một set của nữ, nam cũng 5 chai luôn mà set của nam còn có một set thôi, còn cái set của nữ này thì có nhiều hơn. Chị nào lấy set nước hoa này thì các chị nhắn nha, cái này là đắt tiền nhất trong các cái set mà em bán ha. Thì cái này là 1,350 ngàn một set nha.
Nước hoa thì hôm nay em không có lấy được nhiều nước hoa mới, tại nước hoa nó chưa có đặc biệt lại. Khi nào mà nước hoa có đặc biệt lại thì em sale cho các chị nhiều cái loại nước hoa hơn, để dành một cái buổi khác em sẽ sale riêng cái nước hoa cho mình, vừa set vừa chai nhiều loại hơn ha các chị ha. Còn mấy cái này là mẫu cũ, mấy cái này là mẫu cũ, không có về cái mẫu mới. Rồi các chị lấy gì nữa các chị nhắn nha, cho em xem là set hai chai nắp tím nhạt nhạt tròn. Cái này hả chị Út Lý nói, cái này hả set nước hoa BBL hả, cái tím này đúng không, cái tím tròn này đúng không. Rồi cái set này nha, BBL một chai là 65 ml, về một chai là 15 ml đó, một chai là 15 ml. Em không có tháo ra tại vì cái này nó nằm ở trong cái ni lông cho nên em không có tháo ra, để vậy các chị coi cũng rõ đó. Thì một set này giá là 1 triệu, em không nhớ rõ nữa, nhưng mà hôm nay bán cho các chị là 1,6 triệu nha. Giữa cái 1,6 nó 10 với 1,5 nó 10, em bán cho các chị là 1,6 triệu. Chị nào muốn lấy cái set này thì các chị nhắn giá là 1,6 triệu một set ha, 1,6 triệu một set nha. Rồi. À đúng rồi, cho chị Hân Thường Yến xào xem bào ngư. Bào ngư đây, bào ngư ở bên mình là cái hộp này đây. Bào ngư, một hộp bào ngư như vậy là 425 gram, là không phải cái con bào ngư không đâu, vừa bào ngư và vừa cái nước cái nước ở trong này luôn. Lấy cho chị Út Lý cái set màu tím này nha, chốt cho chị Út Lý số điện thoại là 02 cái set màu tím này ha, cái set nước hoa BBL màu tím này nha, thank you chị Út Lý. Cái này là cái bào ngư ở bên mình ha. Bào ngư này là bào ngư xanh, nó là Mineral Trail, là bào ngư của Úc. Họ đã làm sẵn rồi, họ làm sạch sẽ hết, bỏ cái vỏ này rồi, họ chế biến xong xuôi hết rồi, nó cũng chín ở trong này rồi luôn. Thì ở trong này nó sẽ có cái nước dầu hào và bào ngư. Thì tùy theo hũ bào, nó cứ theo cái trọng lượng thôi, là 425 g. Có con thì to hơn chút, có con nhỏ hơn chút. Nếu mà con to nhiều, con to hơn á thì ít con hơn, con nhỏ hơn thì nhiều con hơn. Thì trong cái hộp này nó khoảng tầm cỡ tầm 7 8 con. Có hộp 10 con, có hộp 6 con, 7 con, tùy theo hộp con to con nhỏ ở trong này thì họ sẽ làm ở trong này ha. Thì một hộp bào ngư như vậy giá là 720 ngàn một hộp. Hai hộp thì giá là 1 triệu tư. Cái first choice mà màu vàng này á là ngon nhất, tại vì em mua cho hai đứa bé con á, nhiều khi không có nấu cơm, không nấu ăn á thì nấu cơm lên thôi. Chị có giấm táo không? Em chốt luôn chị Út Lý ơi, giấm táo nước hay là giấm táo viên em có hết nha. Giấm táo viên và giấm táo nước em đều có hết á. Thì một hộp bào ngư vậy là 720 ngàn. Khi mà các chị về á thì các chị bỏ bỏ nguyên cái lon này lên hấp. Chị nhắn tin em đúng hộp này chị tiêu. Thì các chị bỏ lên hấp khoảng tầm 10 5 tới 10 phút ha, cho nó nóng lên. Mình có thể đổ ra với nước, với lại ăn với cơm, ăn không. Ăn có chị thì lấy mì gói á, pha mì gói xong bỏ cái bào ngư này vô ăn, ăn hết nước luôn, cái nước của nó cũng vừa, cái con bào ngư không nói mà cái nước của nó cũng ngon nữa. Đặc biệt con bào ngư ăn nó tốt cho sức khỏe của mình, không có bị cholesterol, ăn bao nhiêu nó cũng không có cholesterol. Cải thì mình luộc là mình chế cái này lên ha, tùy theo mình chế biến rồi các chị nấu cái kiểu nào cũng được hết. Thì một hộp bào ngư vậy là 720 nha, chị nào muốn lấy bào ngư thì các chị nhắn, bào ngư xanh của Úc là good nhất rồi. Đúng cái chị Yến Thuận, chị Hân Thuận Yến sao rồi, thì có gì chị nhắn cho em trong tin nhắn là em bán cái loại đó là good nhất. Còn giấm táo viên á, lấy cho chị Út Lý coi cái giấm táo viên ha.
Giấm táo viên em có hai loại. Chị một hộp được mấy con em, một lần ăn hết một hộp không? Một lần mình ăn hết cái hộp luôn. Một lần mình ăn ăn hết luôn chứ còn gì nữa. Một hộp đó tùy theo, có hộp thì có 7-8 con, có hộp thì 10 con, có hộp 12 con, tùy theo cái con lớn con nhỏ là cái hộp ở trong á. Nó có, em lấy cho Hoàng Ben thì khoảng tầm cỡ 90 con, tùy theo hộp. Nó đúng cái trọng lượng của nó thôi, nó không có làm cho mình mất đi tí xíu nào hết á. Con lớn thì ít con hơn, con nhỏ thì nhiều con hơn, có con lớn con nhỏ. Em ở Úc nha chị Mai chiều ơi. Viên uống giấm táo của Natural Way ha. Đây là cái viên uống giấm táo nha các chị nha. Cân bằng cái lượng diet á, cho các chị giảm cân á. Thì các chị uống cái hộp viên uống giấm táo này, một hộp như vậy là có 190 viên, giá là 550 một hộp viên uống giấm táo của Natural Way. Có một loại của Warner nữa, Warner cũng là 550 luôn, nó màu xanh xanh. Cái hộp của Warner hình như là 100 viên, em đi kiếm cái hộp đó cho chị coi, mà cái hộp đó không biết nó nằm ở chỗ nào rồi. Thì hai loại đó, nếu mà Úc Lý có xài của Natural Way thì lấy cái này, còn nếu xài của Warner thì là Warner là 550, Natural Way cũng giá là 550 luôn, hai cái bằng giá. Natural Way thì 100 viên, còn cái này là 90 viên nha. 90 viên, viên uống giấm táo mỗi ngày một viên sau bữa ăn của mình. À sorry, trước bữa ăn của mình, sorry, trước bữa ăn của mình nha các chị nha. Chị Úc Lý lấy cái loại 100 viên của Warner mà màu xanh xanh đúng không? Màu xanh xanh ha. Chốt cho chị Úc Lý một hộp viên uống giấm táo Warner 550 một hộp nha. Áo em mà không có nha chị Hồng Nguyễn ơi. Áo em mà không có bán ha. Xong hai sản phẩm này nữa em nghĩ nha các chị nha. Cái này là mình bán về Việt Nam á nha chị Hương Trần ơi. Mình ship về Việt Nam á nha chị Hương Trần nha. Cái này là cái combo băng vệ sinh. Xong rồi em lấy cái sữa ông chúa xong rồi mình nghỉ ha. Cái combo băng vệ sinh ở bên mình thì em mang lại cho các chị cái loại này. Cái loại của mình xài. Bye ơi. Ly này nó khóc kìa. Là cái combo này thì ở đây tại sao em bán cho các chị một cái combo như vậy? Một cái combo như vậy nó sẽ có là ba gói. Một gói là cho ban đêm, một gói là cho ban ngày mà lúc mà mình mới á dày hơn tí. Một gói nữa là nó là mỏng hơn, cho ban ngày mỏng hơn. Nếu mà các chị muốn hàng ngày thì các chị sẽ đổi một bịch qua cái hàng ngày. Thì em bán một cái combo như vậy là có 3 bịch. Một combo như vậy là 350 nha các chị nha. Đây là cái băng vệ sinh của Úc sản xuất. Thì nó rất là nhiều loại băng vệ sinh của Thái, của Việt Nam, của nhiều loại lắm. Nhưng mà các chị xài thứ nhất là cái Libra, nó thấm hút cho mình cực kỳ tốt luôn. Dầu thơm con mèo có xe hôm chế Su Su Nguyễn, dầu thơm mèo 750. Dầu thơm con mèo tím 750 nha. Dầu thơm con mèo tím một chai 100 ml Elder Parfum 750 ngàn một cái. Xong cái này em lấy cho các chị coi sữa ông chúa để em nghĩ. Viên uống giấm táo là giảm cân đó nha chị Thảo Vân Nguyễn Ngọc ơi. Dạ rồi ok chị Úc Lý có số điện thoại rồi. Ngày mai người nhà em của gọi chốt cho chị xong rồi em gửi về khoảng tầm từ 1 tuần cho tới 10 ngày. Khi nào về tới Việt Nam mà em ship hàng cho chị nha. Có chốt cho chị Úc Lý rồi ha. Rồi. Cái này là xài sướng nhất, nó là của thương hiệu Libra. Thì cái ban đêm á nó là 10 miếng. Cái ban ngày dày á nó sẽ là 14 miếng và cái ban ngày mỏng nó sẽ là 14 miếng. Thì ở đâu nó cũng có băng vệ sinh hết. Nhưng mà em bảo đảm khi mà các chị xài cái này á, các chị sẽ không muốn xài qua cái loại khác nữa. Tất cả những loại khác luôn, bảo đảm luôn. Một cái combo như vậy thì nó được tới ba mươi mấy miếng ha. Thì tùy theo người người bị nhiều ít mau hết thì mình sẽ xài 1 tháng hay 2 tháng hay 3 tháng, tùy theo mọi người xài. Thì một cái combo như vậy em sale là 350. Để em cho các chị coi. Nó là bằng cái bông. Bông gòn của nó là một cái chất lượng cực tốt. Ở Úc của mình, Libra này là của Úc sản xuất ha. Thì khi mà các chị xài nó không có làm cho mình ngứa, không có làm cho mình thấm ngược
và không có làm cho mình cái cảm giác khó chịu mà ướt ướt. Khi mà mình ra là nó thấm hết vô trong cái bông này luôn. Nhưng mà cái miếng ban đêm của nó, ở Việt Nam thì hồi xưa em ở á, thì em chưa thấy cái miếng nào nó được giống như cái miếng này. Cái miếng này nó dài như vậy nè, để cho mình không có chảy ngược ra ở đằng sau khi mà cả đêm mình ngủ. Nó làm dày vừa phải, không quá dày và không quá mỏng, nó vừa phải luôn. Nhưng mà rất là dễ chịu. Còn ngày dày á, thì nó dày thôi chứ nó không có dày cộm lắm. Đời cái mỏng thì nó mỏng dễ chịu hơn nữa. Em cho các chị coi cái miếng ban đêm nha. Em cho các chị coi cái miếng ban đêm của nó là cái combo băng vệ sinh. Các chị xài thử cái này qua một lần, các chị để cảm nhận được nó. Hồi trước em, hồi em mới qua em không biết cái loại này luôn, xài cái loại kia. Nhưng mà sau này bạn chị á, thì biết cái loại này rồi là không xài qua loại khác nữa. Giấm táo hồng, giấm táo, có cái gì, giấm táo vô có đau bụng không em? Giấm táo không có bị đau bụng đâu nha chị thợ, thì nợ Nguyễn ngay. Thì nó dài như vậy. Cái miếng băng của nó, các chị nhìn cái bông của nó rất là tốt. Cái này nè, khi mà các chị xài cái lỗ kia, mình bị ngứa, nó không dễ chịu bằng cái bông như vậy đâu. Cái bông này là cái bông tốt nhất. Các chị xài nó thấm hút dễ nhất, cho mình thoải mái mà mình không có cái cảm giác mà khó chịu, nhẹp luôn á. Đó là cái băng vệ sinh này. Nó dài ra ha, nó tới tầm khoảng 30, nó tới khoảng tầm là 30cm lận. Là mình xài nguyên một buổi tối á, mình ngủ á, nó không có thấm cho mình ở ngoài. Bình thường những cái khác á, thì nó cỡ tầm cỡ này thôi nè. Nó bật đêm đi được cũng cỡ tầm cỡ này, nó không có dài giống như vậy đâu. Cho nên nó làm cho mình rất là thoải mái. Các chị xài cái ban đêm. Còn cái lúc mà em bị ngày đầu tiên mà nhiều á, em xài luôn cái này luôn á. Nhưng mà đó là mình xài ban đêm, một cái ban ngày và một cái ban ngày mỏng nha các chị nha. Nếu mà các chị không thích ban ngày mỏng, các chị có thể đổi qua cái hàng ngày. Hàng ngày là nó có tới 39 miếng luôn. Hàng ngày thì nó tới 39 miếng. Còn cái này là cái ban đêm ban ngày không, thì một combo ăn vệ sinh ở bên mình giá là 350 một bộ nha các chị nha. 350 một bộ có 3 bịch như vậy. Này là Manual Trailer, chỉ có cái lip bra này là của Úc sản xuất. Băng sữa ông chúa xong rồi em lấy sữa ông chúa xong rồi em nghỉ nha các chị nha. Băng vệ sinh ban đêm nha em. Chị nào nếu mà các chị muốn chốt một bộ ba cái băng vệ sinh ban đêm cũng được ha, hoặc là ba cái vệ sinh ngày dày cũng được, ba vệ sinh ngày mỏng cũng được, hoặc là một bộ luôn, đêm ngày dày và ngày mỏng luôn, đều chốt được hết ha các chị ha. Chốt cho chị Hương Trần là chị có lấy băng vệ sinh ban đêm thôi đúng không? Tại em không có bán lẻ, em chỉ bán một set thôi. Tại vì cái này bán lẻ thì cái giá nó khó lắm, cái giá nó cao á, cái giá nó khó, cho nên em làm một set như vậy thì cái giá nó thành nó mềm, các chị được nhiều, các chị xài được lâu mà nó rẻ nữa. Chị Hương Trần là ba cái băng vệ sinh ban đêm đúng không chị? Chốt cho chị Hương Trần ba bịch băng vệ sinh ban đêm nha. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn giùm em nha, là cái này ha. Còn nếu mà các chị lấy cái sữa ông chúa thì các chị lấy cái hộp sữa ông chúa này. Đó là cái hộp sữa ông chúa tươi. Cái hộp sữa ông chúa tươi của Kaline nha các chị nha. Cái này là cái hộp sữa ông chúa tươi của Kaline. Em đang sale cái này cho các chị giá rất là mềm, 700.000 một hộp ha. Đây là sữa ông chúa tươi. Ở trong này nó có cái thành phần protein, vitamins, với lại khoáng chất, với lại amino acids. 1000mg trên mỗi viên. Chị Phụng Lý lấy một hộp giấm táo nha. Chị Phụng Lý lấy một hộp giấm táo. Chốt cho chị Phụng Lý một cái giấm táo nè. Giá là 550 một hộp giấm táo nè. Chị Hương Trần băng, một combo băng vệ sinh ban đêm. Chị Hương Trần, tại vì đổi cái avatar, em không nhớ là chị là khách cũ hay khách mới. Nếu mà chị Hương Trần khách cũ thì thôi, còn nếu mà chị Hương Trần khách mới thì cho em xin số điện thoại. Chị Nhà Đất Ngọc, chị lấy một bộ hàng ngày nha. Một bộ hàng ngày đúng không? Một bịch hàng ngày là 39 miếng. Lấy một bộ là 3 bịch vệ sinh hàng ngày ha. Băng vệ sinh hàng ngày. Nhung chốt cho chị Nhà Đất Ngọc một bộ 3 bịch băng vệ sinh hàng ngày nha Nhung nha. Rồi. Cái hộp sữa ông chúa nè. Hộp sữa ông chúa. Chị bị nám hai bên má, xài kem dì Nguyên. Chị Ngân Nguyễn xài cái
nếu mà chị bị nám hai bên má, chị xài cái bộ thuốc trị nám á, 1.150.000 một bộ, mấy bữa em bán cho các chị á, chị ngân nguyện xài cái bộ đó đó. Đợi tí xíu em chạy ra em lấy cho. Chị Hương Trần có số điện thoại rồi, thank you chị nha. Thì hồi nãy giờ có mấy chị hỏi sữa ông chúa, thì các chị lấy cái hộp sữa ông chúa này. Đây là một cái loại sữa ông chúa tươi nha các chị nha. Nó là Fresh Royal Jelly. Các chị cứ nhìn là Royal Jelly Fresh nè, 1.000 mg, đó là cái lượng Fresh trên mỗi viên của cái sữa ông chúa tươi. Ở trong này nó có thành phần thơm là protein, nó có vitamin, khoáng chất và amino acid ở trong này luôn. Một hộp như vậy là có 300 viên sữa ông chúa tươi của thương hiệu Kalai. Đây là một sản phẩm nó mang lại cho cái thương hiệu Kalai rất là nhiều tiền về. Tại vì cái sản phẩm nó bán chạy mà trên toàn nước Úc của mình và overseas nữa, làm ngoài cái nước Úc nữa, thì là một cái loại mang lại lợi nhuận cho cái thương hiệu Kalai nhiều nhất, đó là cái hộp sữa ông chúa tươi này. Tại vì nó có nhiều thành phần ở trong này rất là good, rất là hiệu quả, mà cái giá thành của nó tương đối là tốt. Thì cái sữa ông chúa này nó cho sức khỏe của mình nè. Thứ hai nữa là protein, thứ ba nữa là cho cả cái não bộ, cho cả cái toàn thân của mình đó. Thứ nhất là đẹp da, thứ hai là cân bằng cholesterol cho cơ thể, thứ ba là chống lại cái sạm nám, thứ tư nữa là thứ tư nữa là khi mà các chị lấy bộ trong đó một bịch hàng ngày, lấy bộ trong đó có một bịch hàng ngày. À rồi rồi, sorry chị nhà đất Ngọc. Nhung ơi, Nhung lấy cái bộ là cho chị nhà đất Ngọc là một cái ban đêm, một cái ban ngày và một bịch hàng ngày nha Nhung nha. Lộn, không có phải chốt 3 bịch hàng ngày đâu. Nhung chốt lại cho chị nhà đất Ngọc là một ban đêm, một ban ngày và một cái hàng ngày trong đó nha. Dạ rồi, ok chị. Thì nói tiếp cái công dụng của nó rất là tốt cho bao tử, rất là tốt cho bao tử của mình nè. Rồi giúp cho mình an thần, giảm được cái stress, giảm được nhiều cái suy nghĩ hàng ngày mà cuộc sống hàng ngày của mình phải lo lắng, phải suy nghĩ. Rồi giúp cho mình ngủ ngon nha các chị nha. Khi mà các chị sử dụng cái sữa ông chúa, đẹp da cực kỳ luôn, đẹp da cực kỳ luôn. Thì cái này là Made in Australia của Úc sản xuất, hàng sử dụng mới nhất luôn. Em mới vừa lấy một thùng về tháng 4 năm 2023. Giá là 700 ngàn một hộp nha các chị nha. Giá rất là sale, rất là rẻ, rất là mềm. Cho một cái hộp sữa ông chúa 300 viên là 700 ngàn một hộp nha. Chị nào chốt thì các chị cứ chốt cái hộp sữa ông chúa này thoải mái. Mỗi ngày mình có thể uống từ 1 cho tới 2 viên. Cái loại này thì mình uống sau bữa ăn của mình nha các chị nha. Sau bữa ăn của mình ha. Mình ăn xong rồi mình uống cái sữa ông chúa này, một ngày từ 1 cho tới 2 viên. Hồi nãy chị Nguyễn Thủy với lại mấy chị hỏi em sữa ông chúa, thì các chị lấy cái này nha. Nên nó là một cái thương hiệu đang là nổi tiếng mà good nhất. Rồi chị nhà đất Ngọc lấy một hộp sữa ông chúa tươi của Kalai ha. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn hôm trước, em có bán nhiều lắm lắm á. Thì cái hai hai ba hôm trước em có sale cái này vào đầu giờ hay giữa giờ gì đó, đó. Các chị chốt nhiều lắm. Tại cuối giờ còn ít khách á. Cho nên các chị không không có chốt nhiều, còn cái sữa ông chúa này hôm trước em like rất là nhiều khách mình chốt. Bán chắc gần hết thùng quá rồi á. Đó là cái loại sữa ông chúa này, các chị xài thử cái này nè. Ở trong này nè, nó không có no add color. Hàng bữa trước là chung luôn nha chị nhà đất Ngọc ơi, một tuần về tới á chung luôn, chung đợt hàng luôn á. Tại vì á một tuần mới có một chuyến á, cho nên mình phải chờ cái chuyến, phải có tới cái chuyến thì mình mới gửi hàng được, là chung luôn nha chị nhà đất Ngọc nha, một tuần nữa. Thì nó không có sugar, no add sugar ha, không có đường nè, không có cái thành phần bột nè, không có cái tẩm màu nè, không có hóa chất gì hết. Nó là cái thành phần tự nhiên. Chị Phụng Lý xả cái muối hồng nè. Nhung ơi, Nhung xả cái muối hồng cho chị Phụng Lý nè. Chốt cho chị Phụng Lý cái hộp sữa ông chúa Kalai 700 nha. Ok chị Phụng Lý ha. Rồi chị Hương Trần sữa ông chúa, chốt cho chị Hương Trần hộp sữa ông chúa này nha. Sữa ông chúa tươi Royal Jelly của Kalai. Chốt cho chị Hương Trần một hộp sữa ông chúa. Bảo đảm ok lắm chị, ghé xài dưỡng tại chị xài này được là ok lắm. Ok chị Ellie Nguyễn, để xuống like để em coi nha.
Chị Phụng Lý lấy một hộp sữa ông Chúa ha. Chị Hương Trần một hộp, chị Nhà Đất Ngọc một hộp. Chị nào lấy nữa thì các chị nhắn giùm em cái sữa ông Chúa ha. Bài Quyên chúc cả nhà ngủ ngon. Rồi bye bye chị Thảo Vân Nguyễn Ngọc, chúc chị ngủ ngon nha. Thank you chị rất rất là nhiều. Chị nào lấy đây nữa thì các chị nhắn giùm em nha. Rồi mình nghỉ ở đây, tối nay mình nghỉ ở đây nha. Ngày mai thứ hẹn gặp lại các chị 7:30 tối ngày mai, tại vì like cho nó đủ tuần để dồn chung cái đợt hàng của mình về luôn. Thì tối ngày mai hẹn gặp lại các chị 7:30 tối ngày mai. Chúc chị Ellie Nguyễn ngủ ngon ha. Chúc các chị ngủ ngon nha. Cảm ơn các chị rất rất là nhiều. Chưa kịp like cái hộp thuốc tê tay này nữa, thôi để ngày mai. Ngày mai lấy cái hộp thuốc tê tay này. Rồi em offline nha các chị nha. Đồ của mình thì từ một tuần cho tới 10 ngày nữa thì các chị sẽ nhận được. Các chị sẽ nhận được hàng khoảng tầm 10 ngày nữa thì các chị sẽ nhận được hàng nha. Quyên ơi, viên DHA cho trẻ mình có không? Có nha chị Thanh Nguyễn ơi. DHA cho trẻ, các chị lấy cái loại này nè. DHA cho bé 350 một hộp ha. 350 ngàn một hộp của thương hiệu Healthy Care. Đây là Kids DHA, giúp cho bé thông minh hơn, bé nhớ dài hơn, bé nó học giỏi hơn, rồi nó phát triển trí não toàn diện nhất cho bé từ 4 tháng tuổi trở lên cho tới lớn nha các chị nha. 4 tháng tuổi là có thể xài cái này được rồi. 4 tháng tuổi cho tới 6 tuổi thì mỗi ngày mình cho bé một viên, từ 7 tuổi cho tới lớn luôn á thì mỗi ngày là 2 viên, cho tới 12 tuổi thì 2 viên, từ 12 tuổi trở lên cho tới lớn thì mỗi ngày là 3 viên. Em có thuốc dị ứng không? Lấy chị một hũ có. Uống dị ứng có nha chị Ellie Nguyễn ơi. Thuốc uống dị ứng cái không phải cái hũ mà là cái hộp. Cái hộp uống dị ứng ha, 300 một hộp nha. 300 hộp á. Nhung chốt cho chị Ellie Nguyễn một hộp thuốc uống dị ứng ha. Trẻ 8 tuổi đó, từ 8 tuổi cho tới, để em coi, hồi nãy em mới vừa đọc xong á, từ 7 tuổi cho tới 12 tuổi là 8 tuổi trong đó là 2 viên, mỗi ngày là 2 viên ha. Một hộp này có 60 viên. Cái này sale giá là 350 một hộp. Đây là High Strength, rất là cao DHA cho bé nha, của thương hiệu Healthy Care của Úc sản xuất, hàng sử dụng năm 2023. Chị Thanh Nguyễn có lấy thì chị Thanh Nguyễn lấy cái này, 350 một hộp DHA cho bé. Rồi tính bán cho các chị cái hot chocolate này, mà để ngày mai em coi lục cái receipt ra coi lại cái giá đã. Rồi em offline ha các chị ha. Chị nào lấy cái bộ não này thì các chị nhắn là bộ não cho bé nha, các chị nhắn là bộ não cho bé của Healthy Care. Rồi chúc các chị ngủ ngon ha, hẹn gặp lại các chị vào tối ngày mai. Em offline nha các chị nha.